ở ngoài thì nó xấu nhưng mà ở trong nó tốt. Giống như đậu hũ thúi vậy. Nghe cái tiếng thì nghe kỳ, ngửi cái mùi thì khó chịu, nhưng mà ăn vô ngon. Quý vị thấy trái sầu riêng không? Xấu xí, nhưng mà ở trong nó cái miếng thịt của nó ngon. Cho nên có những loại trái cây ở ngoài tốt, xin xin là ở ngoài tốt, ở ngoài thì vỏ xanh nhìn sống, nhưng mà ở trong chín. Có những người như vậy. Nhưng mà ngược lại cũng có những người sao? Ở vỏ thì chín mà ở trong thì nó sống. Tại vì nó bị chích thuốc. Có một lần đó, có một cái chợ họ nhập xoài về họ bán. Cái vỏ xanh tươi nhưng mà cắt ra là ruột đen hết. Họ chở lên chùa cho 400 thùng. Trời ơi, thấy 400 thùng xoài là kỳ này mình nói trời, kỳ này ăn xài sướng luôn. Quý vị hiểu chứ ăn xài không? Ăn xài không? Không phải ăn xoài nha, ăn xài. Đúng là ăn xài sướng luôn. Gọt ra đen thùi dục, gọt đen thùi dục, cuối cùng dục 400 thùng luôn. Đâu có ăn được. Nhưng mà người ta bỏ, người ta tiếc, choáng thùng rác, đẩy qua chùa rồi lựa được trái nào ăn thì ăn. Nhưng mà phần lớn là ăn không được. Tại vì trong ruột nó hư hết rồi. Tại vì nó có thuốc, cái thuốc nó lậm vô bên trong. Cho nên ngoài vỏ xanh mà ở trong hư đen hết. Và trên đời rất nhiều thứ trái cây như vậy. Và ở trên đời này cũng có nhiều người vậy lắm. Cho nên Đức Phật nói, nói trái loại trái cây cũng ví như dạng người. Có những người trong sống ngoài sống. Cái này là mệnh gì? Bó tay chấm cơm. Trong sống ngoài sống. Còn có những người trong chín ngoài chín. Cũng như trái cây, vỏ đẹp trong ngon. Có như vậy. Thì Đức Phật đưa bốn loại trái cây để dụ cho bốn dạng người trong cái cõi đời này. Nói như vậy không để chúng ta chê ai hết, nhưng mà để chúng ta nhận diện cuộc đời là muôn sắc, muôn hoa, muôn màu, muôn vẻ. Người được cái này thì mất cái kia, người được cái kia thì mất cái này. Để chúng ta đừng có quá ê chề, thất vọng, chán nản, sầu khổ, trách móc đủ thứ về cuộc đời. Vì sao? Vì chính Ngài Hám Sơn cũng đã xác định với chúng ta: hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đáo xứ tùy duyên duyên bất tuyệt, chung thân an phận độ thời quang. Ngài Hám Sơn nói cõi đời này là hồng trần. Hồng trần là gì? Là bụi đỏ. Thường thường chúng ta hay gọi cuộc đời này là cõi hồng trần, nghĩa là bụi dữ lắm. Hồng trần bạch lãng là những cơn sóng đã bụi lẫn với những cơn sóng nhòi, phải không? Đi ra đường thì bụi, mà đi lên sông thì sóng. Cuộc đời mình năm chìm bảy nổi, có những lúc mịt mờ chứ không thấy lối ra. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, hai cái đó nó luôn luôn nó đi đôi, nó làm mình đa mang với nó. Có không? Ở đây có ai đã từng sống những cuộc sống lên xuống chưa? Năm chìm bảy nổi, bốn cái lên đên không? Thận gái, mười mấy bến nước, 12 bến nước, trong nhờ đục lắm phèn. Có cách hết, yên tâm. Tôi nói trong nhờ đục chịu, trong nhờ đục lắm phèn. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang.
Nhưng mà có một phương thuốc hay lắm. Phương thuốc này tên là nhẫn nhục nhu hòa. Có những lúc mình cứ mềm mỏng. Ví dụ quý vị cắm cái hoa này nè, mà mình muốn cho nó cong theo cái điều chiều của mình á, thì phải có một cái cọng kẽm quấn xéo nó vô, xong rồi bẻ nhẹ nhẹ vậy nè, lát nó sẽ cong giống như cái ý mình muốn. Nó cứng đó, nhưng mà có cách thì nó sẽ cong theo. Mình nhúng bánh tráng mình ăn á, có ai dám làm mạnh tay không? Mạnh thì nó gãy, mà nhúng xong mà không nhẹ nhẹ lấy ra thì nó rách. Thậm chí để vô rồi cũng phải lót rau vô trước và quấn lại nhẹ nhẹ để mình có được cái cuốn bánh tráng mình ăn cho nó ngon, không thôi nó đổ. Pháp Hòa tu ngay lúc nhúng bánh tráng ăn. Cuộc đời này mình ứng xử trong cuộc đời như cầm muỗng miếng bánh tráng, rút miếng bánh tráng ra sẽ nhúng bánh tráng ăn. Nhưng nếu anh mạnh tay nó gãy anh khỏi ăn. Mà nhúng nước rồi mà anh mạnh, anh thô tháo với nó rách anh cũng khỏi ăn. Phải cầm miếng bánh tráng ra nhẹ nhẹ để xuống. Chứ nếu mà vút vút cái nó nheo lại rồi, kéo ra thôi nó ăn luôn cho rồi. Lúc đó bỏ vô, bỏ rau rồi vô luôn, nó tự cuốn trọng luôn. Đó. Quý vị thấy đạo Phật chưa? Đạo Phật tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta. Nếu lỡ một bánh tráng nhỏ, mình slice hai miếng ra cho nó to, nhúng vô cũng có ăn. Lỡ bánh tráng nó rách, nhúng miếng thứ hai đắp lên, dày một chút thì nhai lâu một chút. Có cái răng để làm gì? Xương mình còn nhai được, không chỉ bánh tráng giòn, bánh tráng dai. Vậy thì hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhưng mà có phương thuốc nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Diệu phan là gì? Là phương thuốc vi diệu. Nhưng mà thay vì chúng ta nói diệu phương thì nó không cùng một cái vận với ở trên, cho nên là đọc là diệu phan. Phan cũng được, phương cũng được. Cho nên kêu Tây Phan Cực Lạc cũng được, kêu Tây Phương Cực Lạc cũng được. Hồi xưa ta kêu Tây Phan không á, giờ mình kêu Tây Phương á. Chứ mấy ông bà già xưa kêu Tây Phan không? Giống như dưới miền quê, thiệt là quê, hỏi bay làm gì bay, chừng nào bay đi mần. Đi mần là đi đâu? Đi làm. Nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, sống được như vậy. Đáo xứ tùy duyên, đến đâu mình phải tùy duyên đó. Thì sao? Duyên bất tuyệt. Chữ duyên bây giờ là không phải là duyên nữa, mà kéo dài ra. Cuộc đời mình nó kéo dài lắm, ta không bực mình đẹp. Đáo xứ tùy duyên, duyên bất tuyệt, chung thân hết cuộc đời này, an phận độ thời quán, đi qua được mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, mỗi giờ trong cuộc sống nhẹ nhàng. Nó cái gì nó cũng có cái công thức của nó. Cái quan trọng là trước khi mình làm, mình chịu khó dừng lại một chút để mình nhìn cái đó. Ví dụ như là mình rút cây nhang ra, thấy cây nhang nó cong, nó hơi cong cong, nhưng mà bỏ đâu có được, cây nhang còn tốt mà nó chỉ có cong cái chân đó thôi. Thì nếu như mà mình cầm cây nhang mà mình bẻ vậy nè là gãy cái bụp liền. Mình muốn làm cho cái nhang nó thẳng, cái xương đó cầm lên, lấy bàn tay mình nâng đó. Nguyên bàn tay mình đỡ vô, chứ đừng có giày nó gãy. Lấy cái tay để vô, nhẹ nó từng phần, từng phần, từng phần, lát cái nhang nó thẳng. Mình không phí một cây nhang mà mình biết cách mình chỉnh là cây nhang.
Đó là lý do tại sao các chùa cái máy nó cong. Vì cái máy cong là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển, không có cứng nhắc. Thì chúng ta có thể trách, trời ơi, tại sao trong chùa hay là ngoài đời, ví dụ vậy, đời này sao có nhiều người nói hay mà làm được. Nếu người ta làm được hết, đâu tiêu phiền mình nói. Thật ra mình hiểu vậy để làm chi? Không có buồn gì hết á. Và để chúng ta thấy cuộc đời có những, thôi bây giờ anh này anh nói nhiều mà anh làm không được nhiều, nghĩa là anh có làm chút chút. Kệ đi. Cái bài hát mà người ta còn kêu mà có còn hơn không, có còn hơn không. Có còn hơn không. Nhưng mà mình biết nhìn cuộc đời bằng một cặp mắt tích cực là mình nhận ai cũng đóng góp. Và để mình thấy cuộc đời như vậy, và chúng ta thấy rằng trái cây nó cũng có những giá, nếu mình biết được nó thì mình sử dụng được nó. Giống như ví dụ mình cầm một cái lá rau lên, mình lặt, thì mình tự con mắt mình nhìn biết là lá này héo không ai hái, lựa cái nào mà nó còn non còn tốt lặt trước. Còn lỡ nó khan hiếm quá lấy cái kéo tỉa nó, cái chỗ nào mà nó ngay ở đầu nó héo cắt đi, xài được cái đuôi, có bỏ đâu. Cái vấn đề là chúng ta biết sử dụng, chứ chúng ta không phải bỏ. Cái chỗ tu hành là chỗ đó. Dụng nhân như dụng mộc, dùng người như dùng cây. Mình ở cái xứ mà nó mắc mỏ thức ăn thì có những cái ở Việt Nam là dục mất rất rồi. Tại cái này là ở Việt Nam nó rẻ rè. Chẳng hạn như là rau nhút, mấy cái rau sống thơm của mình đây nó mắc. Mà mùa hè mình xài khác nha. Mùa hè mình xài sang, xài sọt. Còn mùa đông thì mình phải sao? Tiện tặng. Đó, đáo xứ tùy duyên. Mình biết mùa nào. Cho nên cái vấn đề là không phải chúng ta có nhiều mới được, hay là đòi hỏi hết mọi người tốt. Bây giờ thí dụ như ở trong một cái hội của chúng ta có 5 người, mỗi người có một cái hay, thì mình sử dụng cái hay đó. Mình biết họ yếu điểm đó đừng giao. Ví dụ như mình biết người đó hay hứa lèo, đừng cho họ đi giao tế ngoại giao. Thí dụ vậy, cho họ việc khác. Thì cuộc đời này Đức Phật dạy chúng ta có cặp mắt chánh niệm. Chánh niệm để làm gì? Để chúng ta nhận diện tất cả xấu tốt trong cuộc đời mà chúng ta xử sự, chúng ta sống. Không gạt bỏ ai, không buông bỏ ai, không ghét bỏ ai, mà chúng ta ôm. Ví dụ mình biết cái đứa con đó nó nóng tánh, mình nói là nó nạt, có bao giờ dám nói ẩu với nó không? Biết làm sao không? Nó nạt mình quê. Cho nên trước khi nói với nó phải kỹ lưỡng, phải cẩn thận, thôi nó nạt lại. Còn cái đứa mà nó nghe lời mà ui cho mình nạt lại nó không à đó, thấy chưa? Đời mà kiến ăn cá, cá ăn kiến. Cái đứa nào mà nó dễ thương mà nó hiền lành là mình, nó bị mình. Còn đứa nào mà nó hơi xì nẹt, nó hơi khó một chút là mình ngán nó muốn chết. Chồng cũng vậy, vợ cũng vậy, con cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Cái người nào dễ dãi cái mà nó hiếp người ta. Rồi ngược lại á, mình bòn mót người này, mình đút lót người kia. Cũng thế thôi. Có phải vậy không? Cho nên cái bài kinh, những cái bài kinh mà chúng ta đọc á, chúng ta hiểu lời Phật á, Phật dạy chúng ta một cái cách sống. Thậm chí bây giờ nè, người Việt Nam mình đây nói là sao? Ở đầu thì tròn, phải không? Ở ống thì dài, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, liệu cơm gấp mắm. Thì tất cả những cái đó ông bà mình nói cũng không ngoài cái ý nghĩa chúng ta biết rõ mọi thứ. Biết ăn mắm thì thôi, ăn rồi nhớ rửa miệng.
Có một lần đó Pháp Hòa đi học, lúc đó còn nhỏ lắm, chùa ở ngang trường học nè. Trưa đó là Pháp Hòa tranh thủ chạy về chùa, vừa ăn bánh mì vừa dọn dẹp chùa, clean up chùa. Lúc đó Pháp Hòa học lớp 8. Cái bữa nọ đang clean up, cái thầy viện chủ có ai cúng sầu riêng á. Thầy mới nói con lại đây ăn sầu riêng với thầy. Ngồi lo ăn xong cái chuông trường nó réo, ôi chà, một mạch chạy qua trường. Mà lúc đó mình chút xíu đứng, ông thầy giáo ổng bự rồi nè, đứng nói chuyện với ổng. Nói xong cái ông hít, you smell something. Anh có ngửi được gì không? Trời ơi, lúc đó nhớ trực lại, mình ăn sầu riêng chưa rửa miệng, chạy đi rửa miệng. Đức Phật dạy trong kinh, có một đoạn kinh Đức Phật nói, ví như đây là một đống lửa, tôi nói đi tới gấp cái lửa lên. Nếu người biết lửa là nóng, than trong này là nóng, thì người đó phải làm gì? Mang bao tay vô, hoặc là kiếm cái đồ gấp. Anh biết cái này là lửa mà anh đưa cái tay không, anh vô anh bóc anh phỏng là chuyện đương nhiên. Phật nói vậy, đời nó cũng giống vậy. Anh biết cuộc đời nó nhiều thứ thì tự anh tỉnh giác mọi vấn đề. Ví dụ như ở nhà mình ở trong cái khu vực không an toàn, tự mình phải cẩn thận lấy tiền bạc, tự mình phải gài alarm, tự mình phải cẩn thận. Hay là trong nhà con của mình nó có một đứa nó sanh cái tâm tham, để hở thì nó rinh, để kỹ thì nó rình. Thì mình đừng có để, mình đừng có tạo cái duyên. Bởi vì sao? Bởi vì trong nó có chủng tử tham. Mình để của bậy bạ là mình tạo duyên cho nó tham. Và nó vừa, mình vừa đi vắng một cái, nó lấy nó kẹp nách vậy, nó má con đi nghe. Nó là cách thức tham. Duyên ba thứ lại, bản chất nó tham, vật mình để là duyên cho nó tham. Nó nghĩ cái cách nào đó để nó lấy của mình. Ba cái đó gom lại thành nghiệp tham. Nó ăn cắp được lần, mai nó ăn cắp nữa. Mà ăn cắp nhỏ được thì nó ăn cắp lớn. Và khi mình phát hiện ra cái lớn mất rồi, nó nói dốc. Mà thậm chí nó có thể sát hại mình nếu nó lâm vào cái tình cảnh thiếu thốn tiền của, nó cần số tiền này, nó có thể hại người thân nó. Tức là mình, nhưng mà bây giờ mình biết nó tham, lẽ mình đuổi nó đi, nó con mình mà. Cũng như thế, tham cũng là con mình, sân cũng là con mình, si cũng là con mình, nghi cũng là con mình. Tất cả những cái không có dễ thương, nó là con mình hết. Cũng giống như Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh, Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh là đệ tử của Ngài Huyền Trang. Ngộ Không là sân, Ngộ Năng là tham, Ngộ Tịnh là si. Ba đứa đó là đệ tử của Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh. Chính ông Tôn Ngộ Không, ông thông minh cho nên ông nắm nảy là sân. Chính cái hình ảnh con heo mà tham ăn, tham ngủ, tham sắc, tham tài là cũng có mình trống. Vậy thì mình tu cũng tu từ ba cái đó, vì nó là con mình, nó là đệ tử của mình. Quý vị ở đây có đọc kinh Pháp Hoa chưa? Có một ông vua đi tu, có 8 người con đi theo, nhớ không? Nhớ cái đoạn đó không? Ông vua là mình, 8 người con đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mạc na, lại da. 8 người con đó chính là 8 cái tâm thức của mình. Đi chùa tu cũng tu theo. Nhưng mà mới vô nó còn sơ cơ lắm, giống như là một chú tiểu mới vào chùa, còn lóc chóc, còn ham vui. Nhưng càng ngày càng lớn, chú thấm kinh dần thì chú sẽ tốt. Mình cũng thế. Cho nên tất cả mọi người
ai cũng có khả năng chuyển hóa. Cái quan trọng là chúng ta có đủ từ bi, nhẫn nại để ôm ấp người đó, và họ chuyển được bao nhiêu mình mừng bấy nhiêu. Ví dụ như mình nói lúc này á, nó đỡ lắm, mình đâu có dám nói hết đâu, nó đỡ lắm. Hỏi đỡ sao? Hai người đỡ hai bên. Bệnh không hết nhưng mà bớt bệnh là mình mừng. Cho cái đứa nào mà nó thật sự và nói, bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng trong cuộc đời này nếu mà chúng ta đi tìm một người hoàn hảo có không? Có không? Cho nên là em xin em đứng một mình cũng xin là đúng rồi, tại có ai nữa đâu mà so sánh. Mình nhận biết bốn loại trái cây, như đời này có bốn dạng người. Để làm gì? Để chúng ta biết mỗi dạng người như thế nào, chúng ta ứng xử, chúng ta sống, chúng ta không bỏ ai, không ghét ai. Tại vì sao? Ghét là một tâm niệm không có tốt, nó tự làm cho mình trở thành một người không dễ thương. Tại vì khi mà chữ ghét nó nổi lên rồi là bắt đầu có những biểu hiện của ghét. Hay nguýt, chỉ chỏ, mắt thì thấy, môi trề, tay chân mình không bình thường, mặt mũi mình bắt đầu nó xâm tật. Hãy thấy cái người mình ghét là bắt đầu tật nó ra. Rồi thì ghét không? Ghét không? Thấy không? Vậy thì cái người đó, tự nhiên gặp cái người đó, cái mình thành, mình có tật hết trơn. Mà bình thường đứng trước kiến bấm là trẻ rồi. Nhưng mà tới cái lúc mà gặp cái người đó là mình thay sắc đổi diện hết, đâu có cần thiết. Và chính cái chỗ đó người ta thấy luôn mình, ta thấy luôn mình nè. Trời ơi, cái bà đó, cái ông đó đang ghét người đó. Sao biết? Trời, tôi nhìn cách đã thấy mít mà tôi biết rồi. Thậm chí ta mời ăn, cảm ơn, ăn rồi. Rồi vô rồi đó. Vô hệ rồi đó. Cho nên cái người mà nó ưa nó biểu hết trơn. Nhưng thì cái người ở ngoài họ nhìn mình, họ biết luôn, họ biết mình mà biết hiểu mình luôn, biết và hiểu mình. Cho nên người đó là tri thức. Tri thức gì về mình? Cho nên chính cái cách của mình đã làm cho người ta hiểu ra mình đang ghét người kia. Cũng y như là mình đi mua hàng, mình thấy có đó, cái mắt mình sáng lên, mình lỡ mình rời, có hỏi giá liền. Rồi người ta biết rồi, mình thích cái này dữ lắm, người ta treo giá, người ta không xem. Cho nên đi mua nhà, đi mua đồ mà mình cứ biểu lộ kiểu đó là nhà không bao giờ giảm giá. Tại vì người ta thấy được cái của mình. Cho cái người mà nóng tánh mà bốc trực liền á, thì ai người ta cũng biết anh đó nóng lắm, chị đó nóng lắm. Mà nếu mà người ta muốn hại mình, người ta lợi dụng cái tánh nóng đó của mình, ta nói một vài câu chuyện thôi là mình đổ vỡ hết. Cho nên thưa đại chúng là bây giờ quý vị đi từ Nam chí Bắc, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, không chỗ nào mà không có chúng sanh. Mà hễ có chúng sanh thì có tham sân si, mà hễ có tham sân si là có địa ngục. Nhưng mà chính cái chỗ đó nếu chúng ta biết chuyển đó, nó trở thành ra giới, định, tuệ. Mà chính chỗ đó là đạo tràng. Vậy thì mình đặt một câu hỏi, đạo tràng ở đâu? Đạo tràng ở đâu? Đạo tràng là nơi nào có người đang chuyển hóa tu tập, chỗ đó là đạo tràng. Có một câu hỏi được đặt vậy đó: tại sao ở trên đời học Phật pháp tu hành thì mình nói thật sự ra chuyện nói lúc nào nó cũng nhiều hơn làm đó? Vâng, và ví dụ ha, ví dụ như bây giờ mình đi chợ, ít có khi nào mình mua đủ ăn lắm, mình mua lúc nào nó cũng sao, cũng dư hết á. Rồi hễ mà mình bắt tay vô nấu là lúc nào mình cũng nấu làm sao, nhiều. Mà thường mà nấu thì chậm, mà ăn thì sao,
nhanh lắm. Thấy chưa? Cuộc đời là vậy thôi. Ngoài đời này á, hột xoàn thì yếm, nhưng mà sỏi đá thì nhiều. Và chính nó hiếm cho nên nó gọi là bảo, quý. Phật hiếm lắm cho nên gọi là Phật bảo. Pháp trên đời này hiếm lắm. Tại sao? Tại vì ngàn vàng dễ kiếm mà lời tốt khó nghe lắm. Chính vì vậy gọi là Pháp bảo. Đoàn thể nào mà sống theo lời Phật dạy, có hòa hợp, có thanh tịnh, hiếm lắm. Cũng có, nhưng mà bạc tham. Mừng rồi, không dám làm full tham. Nhưng mà cái gì hiếm quý gọi là bảo, cho nên chúng ta gọi là tam bảo. Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Và chúng ta cứ quán đi, rác lúc nào cũng nhiều hơn hoa, sỏi đá nhiều hột xoàn. Cuộc đời mình nè, vui không có mấy, nhưng mà bực bội thì mỗi ngày. Nụ cười chưa trọn là vội đã sang qua khô héo rồi. Nó là chuyện thương. Thì thôi, mấy người xung quanh mình, người ta nói 10 mà ta làm 1 thôi cũng được. Nhận cái 1 đó đi, biết chính cái kia người ta không làm được, đừng nhờ. Nhờ cái 1 mà họ làm được. Cho nên mình sống ở đời không có gì chán nản, không có gì buông xuôi, mà chúng ta có cặp mắt chánh niệm thì chúng ta thấy là ôi, cuộc đời này cái gì nó cũng trở thành ra được những cái nuôi dưỡng hết. Quý vị thấy á, mình lỡ nấu cơm sống vì đổ nước ít mà gạo nhiều, nồi nó không đủ nở, sang nó ra nồi thứ hai, thêm miếng nước, bật lửa bấm cái nút lên nó có cơm. Mà lỡ nấu không được nữa làm cháo, cháo trắng ăn ngán nấu cháo nem. Lỡ nấu cơm nguội nhiều không bỏ thùng rác, đem ra bỏ vô oven sấy khô để mai mốt làm thính. Chanh mình vắt mình dùng xong rồi mấy cô còn để dành rửa móng tay mà. Ta kêu vắt chanh bỏ vỏ, mình tu hành không có bỏ vỏ luôn. Cái gì cũng sử dụng được. Quý vị biết mấy cái lá y của quý thầy á, mà lỡ cũ hư rồi đâu có bỏ đâu. Cái nào cắt cái mình danh lại. Vậy danh làm gì biết không? Mai mấy cái dùi chuông trong chùa, mai mấy cái đế chuông, đế mỏ, đâu có bỏ đâu. Ngày xưa ở Việt Nam á, ở trên bàn Phật á, là ngoài Phật ra là thờ Phật bảo ha. Ở dưới chỗ ngồi tụng kinh là phải để một bộ kinh gọi là thờ Pháp bảo. Rồi mai một cái tấm vải đẹp phủ lên quyển kinh đó. Đó, để mỗi ngày mình đảnh lễ là trong đó có Phật bảo, Pháp bảo. Ở chùa Pháp Hòa mấy cái y mà hư rách của mấy chú là Pháp Hòa cắt là hết để dành. Mai mốt mai dùi chuông, dùi mỏ, đế chuông, đế mỏ trong chùa. Hoặc Phật tử nào người ta thỉnh chuông mỏ, người ta không có cái dùi, nó không có được bao, toàn là dùi gỗ đó. Cho người ta miếng, người ta có, người ta về, người ta mai, người ta làm cái dùi, người ta thỉnh chuông cho nó hay, đâu có bỏ. Mấy cái vỏ xả đó, mình ăn cái xả rồi cái vỏ ngoài mình làm gì? Để dành khi mình bệnh, mình nấu nước sông. Hoặc là nấu nước bún Huế đó, thả nó vô cho nó ra mùi, đâu có bỏ đâu. Cho nên có chánh niệm là không bỏ gì hết. Có chánh niệm là không người nào mình ghét và không người nào mình dùng thùng rác hết. Cho nên Đức Phật nói nè, người chưa được độ thời làm cho độ, người chưa an thời làm cho an, người chưa được hiểu thời làm cho được hiểu. Quý vị nhớ những câu kinh đó trong kinh Pháp Hoa không? Đó là tâm của Bồ Tát, đó là tâm của những bậc mà người ta thấy được cái rộng cái xa. Rác á, ta bỏ ra thì có người đi bắt đầu lựa rác. Chai nhựa bỏ qua, giấy cạc tông bỏ qua, cái nào mà làm phân bón được bỏ qua, từng khu vực hết.
rốt cuộc cái rác đó trở thành ra nguyên một cái chỗ phân bón tươi tốt cho tất cả, không có bỏ. Người đời người ta ăn cơm tấm, ta ăn mỡ hành, trong chùa ăn cơm tấm mỡ ngò, sắc ngò nhuyễn để vô dầu, bấm microwave 1 phút hoặc 2 phút, có một chén dầu ngò, ăn cơm tấm, không cần ăn mỡ hành, có cách hết. Ta làm chả, ta tráng trứng gà lên mặt, mình ăn gian, lấy bột năng, pha chút bột màu, quét quét lên, đèn thùi, dàn khè, hỏi gì đó, trồng đỏ hột gà, cầm lên trời bột không, ăn được hết. Cái trái khóm á, trái thơm á, quý vị gọt vỏ rồi quý vị lấy mắt, mà cái mắt đó, đó mình không biết cũng dục, trong chùa cũng không dục luôn. Biết để làm gì không? Để dành bỏ. Nói đùa thôi. Cái đó đó mình lấy lại, mai mốt mình nấu canh chua, bỏ cái đó vô, hầm lấy nước, nó thơm cái mùi thơm khóm. Những cái cùi thơm, cùi khóm không có bỏ, để dành nấu nước. Nấu canh chua nó ra nước ngọt, nó ra cái nước thơm. Cũng giống như mình nấu canh chua, nếu mà mình nấu xong mình bỏ thơm sống vô, canh chua không có ngon. Phải xào thơm trước cho nó ra chất ngọt, nước canh chua mới đậm đà. Còn bỏ thơm vô trơ trơ lạc nhách, ăn thơm không có mùi mà nước cũng không có ngon. Tu là một nghệ thuật, nấu ăn là nghệ thuật, cắm hoa là nghệ thuật, trang trí là một nghệ thuật, thậm chí trang điểm mình cũng là một nghệ thuật. Đậm cũng đậm dừa thôi chứ không lẽ con nhiêu quện hết lên có gì được. Cuộc đời nó cũng vậy thôi, có những cái nó thật là nhẹ nhàng đơn giản mà nó đẹp, nó sang. Có những cái nó từ trên xuống dưới nó xanh vàng đỏ, cái ô cha hồ hoảng. Cho nên thưa đại chúng, là qua cái bài kinh đó và qua một câu hỏi đó, thì Pháp Hòa lấy hai bài kinh ra Pháp Hòa thưa với đại chúng. Một bài kinh là do một ông cư sĩ đứng trước đám đông mà cứ khoe khoang, nhưng mà thực chất ông đó không được gì hết. Cho nên mình đôi khi mình đọc bài kinh đó rồi mình tự mình quán chiếu, mình có phải là dạng cư sĩ đó không? Mình có phải là dạng cư sĩ là đứng trước mọi người ai mình cũng khoe khoang mình là người tu giỏi, biết hay, biết nhiều không? Hay là thực chất mình không được cái đó? Thì khi ai đó dám mạnh dạn nhắc mình thì nhớ người đó là chư thiên. Người đó không phải là kẻ thù của mình, người đó là chư thiên của mình. Cho nên Khổng Tử dạy á, nếu mình làm sai, người đó sẵn sàng chỉ lỗi cho mình, người đó là thầy mình. Nếu mình làm đúng mà họ khen đúng, người đó là bạn mình. Còn nếu mình sai mà họ cứ tưng bốc mình, họ cứ khen tặng mình, người đó là kẻ thù của mình. Tại vì họ đã làm cho cái ngã của mình, cái ngạo khí của mình càng ngày nó càng lên mà không có điểm xuống. Chiếc máy bay mà nó bay cứ vung vút lên là máy bay đó tiêu rồi, hư rồi. Nó lên rồi nó xuống, nó biết hạ cánh, nó biết cất cánh thì máy bay nó mới work. Người tu, người sống đời của mình cũng vậy, có những lúc mình cao, có những lúc mình lè phè. Thành thử là cái người mà tu càng cao, giống như máy bay bay càng cao thì thấy nhỏ, tu càng cao ngã càng nhỏ. Lúa mà chín lúa mới thơm, lúa chưa chín lúa chưa thơm. Người tu chín nó mới tỏa ra hương vị. Người thấy được Phật Pháp, thấm được Phật Pháp, người ta sống thôi, cái cách sống người ta thôi, mình thấy được người ta tỏa ra được cái đạo, mặc người ta không hề nói đạo. Có những người mình gần họ, mình không nghe họ nói đạo gì hết, nhưng mà cuộc sống họ là một bài học lớn cho mình. Và có những người mình gần họ, ôi chà, nói đủ thứ đạo lý, nhưng mà rồi không được gì hết. Nhưng mà không sao, những người đó mình cứ nhận đạo lý, nghe đạo lý thôi. Cái đó gọi là Phật gọi là gì?
y pháp bất y nhân. Y pháp bất y nhân, cứ theo cái pháp họ nói, còn họ chưa làm được gì cũng sao. Cách quán chuyển thứ hai là y nghĩa bất y ngữ, cứ theo cái nghĩa họ nói, đừng có theo ngôn từ họ nói. Vì cái có thể cái ý họ tốt nhưng họ không biết cách dùng chữ, thôi mình đừng giận mấy cái chữ họ nói, cái hiểu cái ý họ thôi. Ví dụ như mấy đứa nhỏ đó, hay là mấy người Hoa đó, người ta không có rành tiếng Việt á, thầy biết không, má tôi hồi đó nó hay nói tôi vậy. Nếu mà người Việt mà ủa sao kêu má bằng nó, nhưng mà tại người ta cách ta nói chuyện người Hoa vậy, mình nhận cái nghĩa người ta nói, người ta không có cái ý xấu, cái đó gọi là y nghĩa bất y ngữ. Có những cái mình y theo cái liễu nghĩa, đừng có y, đừng có dựa theo cái bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa là những cái tạm, tạm dùng. Còn cái liễu nghĩa là người ta muốn nói cho mình hiểu cái gì. Ví dụ đôi khi người ta tạt vô mặt một câu, nhưng mà cuối cùng cái câu đó nó là một cái câu liễu nghĩa. Ví dụ như có một cái gì đó, ổng là quan chức, ổng đến ông gặp một vị hòa thượng, nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng giải cho con biết vô minh nghĩa là gì. Và trong Phẩm Phổ Môn có một đoạn nói, nếu có người mà đi tàu tìm châu báu, đi vào cái nước quỷ la sát dạ xoa, người đó sợ quá niệm danh hiệu Quan Âm, vậy thì thưa hòa thượng, dạ xoa la sát là gì? Hòa thượng say qua đồ ngu mà cũng hỏi, trời ơi ông đỏ rân cái mặt. Hòa thượng nói, đạo ông thấy dạ xoa la sát nó tới chưa? Ông hiểu liền, vậy thì dạ xoa la sát đâu phải ở đâu xa, ở cái giây phút mình nổi giận lên, mắt mình trợn lên, răng mình nghiến lại, tay mình rung, thậm chí mình cung tay lên, mình muốn đánh người đó, giây phút đó là giây phút của dạ xoa la sát. Cho nên Phẩm Phổ Môn nói, có những người mà đi tìm châu báu đó, đi tìm châu báu là gì? Những giây phút mình đi tìm đạo lý, mình sẽ gặp những người đó. Nhưng mà nhớ, họ có nạt mình tiếng, họ có nói gì mình đi nữa, coi coi mình đang trôi dạt vô nước này mà mình có trở thành dạ xoa la sát không. Nhớ không? Sáng cũng trôi một chút nữa. Cho nên á, cái câu hòa thượng tạc vô vậy đó, hòa thượng tạc vô như vậy đó, cái ông nọ nói, tôi ở trên đời tôi không có tin nhân quả gì hết đó. Hòa thượng ông sáng trong bạc tay, vừa sáng bạc tay thì ông này cũng đau, mà theo cái phản xạ tự nhiên là làm gì, sáng lại hòa thượng bạc tay. Hòa thượng nói, đạo hữu thấy nhân quả chưa, chắp tay liền. Ông kia nói, bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ cho con hiểu được địa ngục và thiên đường nghĩa là gì. Sẵn hòa thượng đang quét nhà dện cho một cây chổi, ôi ông này cũng rượt hòa thượng chạy. Hòa thượng nói, mô Phật, địa ngục nó tới, địa ngục nó tới. Thì cái ông này cũng nghe vậy là ông giật mình rồi, chấp tay, con sám hối hòa thượng, con hiểu rồi, con hiểu ý hòa thượng rồi. Hòa thượng nói, ô thiên đường tới rồi. Ở đây có một câu hỏi, câu hỏi nãy giờ qua đang nói đó. Khi chúng con nghe học Phật Pháp thì thấy rất dễ, nhưng thực hành thì rất khó. Và mình đôi khi mình còn than đó, tôi tu cũng được, tôi gặp chướng duyên quá. Chướng duyên cũng sẽ có, nhưng mà đôi khi mình phải hỏi lại coi, tự mình chướng hay là người đó tới mình để cố tình làm chướng mình. Có đôi khi tự mình chướng à, cái người đó người ta vô tình người ta vậy đó, rồi tự mình thấy không ưa người ta, mình thấy người ta kỳ cục cho là mình chướng người ta. Cũng giống như là tử bất túy nhân, nhân tự túy. Người rượu đâu có sai mình, tự mình sai rượu. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê hoa, nó không mê ai hết, người tự mê hoa. Có nhiều lúc cuộc đời này có những việc, những người không hề làm chướng ngại gì mình cả, ta vậy đó. Nhưng mà tự mình không đồng ý với người ta, người ta trở thành cái chướng của mình, rồi bắt đầu mình khổ đau với cái kiểu của họ.
Câu hỏi thứ hai: quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y pháp ly dục tôn, quy y tăng chúng trung tôn, con xin cảm ơn thầy. Câu hỏi vậy đó. Thì thưa đại chúng, cái câu này là trong cái nghi thức tụng kinh của mình. Quy y Phật lưỡng túc tôn nghĩa là con xin quy y Phật đấng đầy đủ cả hai mặt phước đức và trí tuệ, gọi là lưỡng mà. Lưỡng là hai, túc là đủ. Lưỡng là hai, túc là đủ. Lưỡng túc nghĩa là, lưỡng túc tôn nghĩa là đấng tôn quý đầy đủ cả hai mặt phước đức trí tuệ, gọi là lưỡng túc. Thí dụ như người ta gặp mình đảnh lễ các vị Bồ Tát đi, hay là mình thường mình chúc cho các vị tôn đức tăng ni, có một câu này nè: chúng con thành tâm kính chúc chư tôn đức phước trí nhị nghiêm. Phước và trí, hai cái này nó trang nghiêm thân tướng của chư tôn đức. Phước trí nhị nghiêm, hay là có nhiều khi ta thấy phước huệ lưỡng toàn. Phước, phước đức và trí tuệ, hai cái này nó đầy đủ cả. Lưỡng là hai cái nó đủ, trong đó phước đức trí tuệ. Cho nên nhiều khi ta nói phước huệ song tu, tu phước và tu huệ phải song tu. Thì người nào mà phước huệ lưỡng toàn năng tác Phật, có khả năng có thể làm Phật. Vậy đó, gọi là quy y Phật lưỡng túc tôn. Còn quy y pháp ly dục tôn nghĩa là con xin nương tựa về pháp, bậc có khả năng hướng dẫn chúng con ly dục. Thưa đại chúng, chữ dục là gì? Chữ dục là sự ham muốn, chứ không nghĩa là chỉ có tình cảm. Hễ ham muốn trong vấn đề nam nữ gọi là sắc dục. Còn chữ dục một chữ thôi nghĩa là những ham muốn trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà tại sao chúng ta trong này nó là ly dục? Thật ra cuộc đời này chúng ta là con người, ai ai cũng muốn hết á. Chứ mình nói mà tôi không có muốn là không đúng nha. Đói bụng là muốn ăn, khát nước là muốn uống, đầy bụng là muốn đi, buồn ngủ là muốn ngủ, buồn là muốn khóc, vui là muốn cười, giận là muốn đập nó. Vậy thì con người mình không thể xài nó là tôi không còn muốn, không đúng. Con người mình vẫn muốn, bởi vì cái muốn đó là cái nhu cầu. Nhưng mà cái khổ của chúng ta là gì? Chúng ta đặt một chữ trước chữ muốn là tham muốn. Muốn là đã được rồi, nhưng mà tại vì chúng ta có cái tham cho nên muốn hơn cái mình cần, cho nên gốc khổ từ đó. Vậy thì pháp dạy cái gì mà gọi là ly dục tôn? Pháp là con đường, là lời dạy của Phật, là chỉ cho chúng ta rằng anh hãy muốn cái gì đúng cái nhu cầu, còn anh hơn mà anh không có khả năng là anh khổ. Cho nên mình muốn là chuyện bình thường, không có gì sai hết á. Nhưng mà hễ mà mình hơn cái mình muốn, thí dụ như mình mua mà mình mua nhiều quá cũng khổ lắm, phải kiếm khổ cấp, thí dụ vậy đó. Cho nên là cái trước chữ muốn là chữ tham. Mà tham nghĩa là gì? Nghĩa là mình cái những cái mình không cần mà vẫn lấy thì mới kêu tham. Còn cái mình cần mà lấy là không có tham, chỉ muốn thôi. Cho nên chữ dục không có xấu. Chữ dục là chuyện bình thường, nhưng mà trong đó có tài dục, sắc dục, thực dục, thùy dục là ngủ, hay là danh dục là ham danh. Chứ còn mình muốn cái đối tượng nào đó mà nó vượt ngoài cái khả năng mình mới khổ, chứ còn bình thường có vậy. Cái thứ ba là quy y tăng chúng trung tôn. Chúng trung tức là bậc ở giữa chúng sanh và con người, tôn quý. Vậy thì Phật pháp tăng có ba năng lực. Đức đối với Phật là lưỡng túc, pháp là ly dục, tăng là gọi là chúng trung tôn, tức là những người đem chúng sanh gần tới Phật, lấy Phật đưa Phật gần với chúng sanh. Ở trong con người, ở trong cõi đời nhiễm ô, nhưng các ngài đang thực tập
một cái pháp tu giảm những nhiễm ô, để sống một đời sống thanh tịnh và đưa pháp tới gần với chúng sanh, đưa Phật tới gần với chúng sanh tôn quý. Đó là cái câu hỏi là con có nghe video trên internet của các thầy có nói rằng khi thiền được thuần thục sẽ đi vào định, vậy thì khi định mình cảm nhận biết là mình đã nhập định, trạng thái nhập định ra sao, mình có thể làm chủ được lúc nào mình muốn nhập định hay muốn xuất định? Định á là cái quả của thiền. Thí dụ mình ngồi thời gian mới đầu ngồi hơi thở như nãy vậy đó, thì lúc đó mình còn phải làm việc lắm để tâm tới hơi thở. Nhưng đến một lúc nào rồi á, cái hơi thở mình nó thuần, ngồi xuống là nhận biết rất rõ. Và thậm chí người ta nói một câu, mình không có giận liền mà cũng vui liền, mình đủ định lực để mình biết rằng cái lời khen này nó không đúng của mình. Và khi nó không đúng của mình cho nên không buồn, không vui, xin lỗi không vui. Mà cái lời chê này nó không đúng, không buồn. Người có đủ định á, họ không có vui buồn bất thường. Người có đủ định không có phản ứng một cách nhanh chóng mà để đổ vỡ hoặc là nói lời hớ. Mà người đủ định là người ta chậm xuống để người ta biết rằng người ta phải cần nói gì. Có những lúc người ta im lặng giây phút đó không phải người ta sợ sệt hay thua thắng gì, mà người ta biết rằng chưa đúng lúc nói. Ví dụ như có một cái ông vua đó, ông chém đầu một cái người mà đánh xe cho ông. Người ta cản không được, vì ông nghĩ rằng ông đánh xe này chạm tới vua phạm thượng. Thì có một ông quan, ông đủ định lực, ông vua ông nói: bẩm hoàng thượng, cái tên này nè đáng chết lắm. Thứ nhất là đã phạm thượng, thứ hai là hắn đã làm cho hoàng thượng bị mang tiếng suốt đời là vì một kẻ đánh xe mà giết người. Ông hoàng thượng nghe xong nói: thôi tha cho nó đi, không thôi trẫm mang tiếng chết. Biết cách khuyên vua. Nhưng mà nếu mà nói kiểu khác là ông vua cũng đâu có chịu, phải không? Đánh ngay cái tâm lý là ông vua sợ mang tiếng. Cái tên này nó đáng chết lắm, chém chém nó đi. Vì chết mà còn để lại cho vua mang một cái tiếng xấu là vì một cái tên đánh xe ngựa cho vua thôi, mà vua mang tội bất nhân giết người. Thôi thả cho nó đi, kẻo trẫm mang tiếng dưới thế gian. Ông đó là ông có định. Cho nên định á là thể hiện trong khi mình ngồi thiền. Nhưng khi sự thiền tập của mình nó vững chãi trong cuộc sống, thì cái sự lắng trong tâm mình á, nó đủ chúng ta ứng dụng trong cuộc sống mỗi ngày nhẹ nhàng. Ví dụ mình biết cái người đó sai, nhưng mà trong khi họ đang giận mình không thể nói gì hơn được. Cái người uống rượu sai có bao giờ nhận họ sai không? Không. Mà mình có dại gì đi gây lộn với người sai không? Mà nếu mình gây lộn với người sai thì mình có sai theo họ không? Chẳng những sai mà còn điên đảo. Trong kinh Bát Nhã nói đó, điên đảo. Chữ điên là gì? Nó không có đúng, nó lệch lệch vậy nè. Đảo là ngược lại. Chẳng những thấy không thấy sai mà còn ngược nữa, gọi là điên đảo. Cho nên cái anh uống rượu sai tại sao anh té? Là tại vì đường đi vậy mà anh thấy nó ngược lại. Tại sao anh nhộn nhào xuống ao? Tại vì anh thấy cái ao là cái bờ. Cái người sai là người mất tỉnh mới gọi là sai. Người tỉnh đâu có sai. Người sai không tỉnh mà mình đi cãi lộn với người sai là mình còn sai dữ nữa. Cho nên hai cái đứa học trò đó, một đứa làm bài toán 1 cộng 1 bằng 2, một đứa nó nói 1 cộng 1 bằng 3, nó cãi nhau ổn tỏi. Cuối cùng nó xách nhau lên ông thầy. Ông thầy kêu cái thằng làm đúng đó, phạt cho nó một trận, đập cho nó một trận. Nó tức mình, nó nói: con làm đúng mà tại sao thầy đánh con? Ta không đánh người cái gì, ta đánh cái tội ngu. Biết nó sai mà vẫn cãi. Ngươi làm đúng là một chuyện rồi,
mà biết nó sai mà vẫn cãi thì không phải dạy không? Cái người định là vậy đó. Cho nên cái người mà người ta có định, ta không có trách trời than đất gì, ta thấy được cái nhân quả, ta thấy được cội nguồn. Trời ơi, tôi đâu có làm gì tự nhiên ta nói chửi tôi à. Bà thiệt bà không làm không? Đó, thành thử ra ngồi hồi truy truy à, hèn gì đó. Thành thử phải có nguyên do. Và thậm chí bây giờ mình chưa biết gì hết cũng khoan nói, đủ định tĩnh mới nói. Vậy thì cái chữ định á, nó lưu xuất thành cuộc sống của mình. Nhưng mà do đâu mà có được cái định đó? Hàng ngày phải thiền tập, hàng ngày phải tập lắng xuống. Chuyện gì cũng không có nổi nóng ngẩu được. Đập bàn đập ghế đau tay, không giải quyết được vấn đề. Đập dĩa đập chén cũng đi mua lại à. Cho nên mất định là mất tiền, mất định là mất thần thông. Cho nên có một cái ông thầy đó, ông ngồi thiền đó. Rồi cái bữa nọ có một cái cô đó, cô tới cô xá ông về nè. Rồi cô xá làm sao cái hai người chạm nhau đó, lúc mà cúi lên cúi xuống làm sao đó, cái ông mất thần thông. Giờ ông giận thần thông bay không được. Cho nên định là gì? Là sự chú tâm, sự vắng lặng do sự tu tập của mình. Thí dụ bây giờ đại chúng ngồi tụng thời kinh mà không có bị suy nghĩ ra, lo ra, tụng âm thanh lời lẽ mình tụng, tụng kinh vậy là tụng kinh có định lực đó. Cho nên khi mình tụng kinh á, một là mình nhìn, hai là mình nhìn xuống. Còn mình tụng kinh mà vậy, Nam mô A Di Đà Bà, dạ đa tha, dạ đa dạ đa điều, dạ tha A Di Đà Tô Bà Tì, A Di Đà Đa Nam Bà Tì, A Di Đà Căn Đế, A Di Đà Đa Căn Đế, dạ Đà Đa. Cái đó không có định, cái đó không có định. Tụ đó, thí dụ vậy. Cho nên cái người mà người ta tụng kinh á, trong định á là ta tụng ta nhiếp tâm. Vì vậy mà mình chắp tay cũng vậy. Khi mình chắp tay là 10 ngón tay mình khép lại. Mình khép lại mình để đâu? Để ngay đây nè. Để ngay cái đây, ngay cái trấn thủy của mình. Vì đây là cái chỗ mà mình lưu xuất. Để trên này cũng để như vậy thì nó không được, cho phải nhóm vậy nè. Đó, mà để như vậy nó kỳ quá. Để ngay đây. Còn nếu mà mình để trên này một chút nữa, thì cho nên 10 ngón tay của mình chắc. Đây là một cái ấn nha. Đây là một cái ấn. Cái ấn này gọi là ấn phổ lễ. Ấn này gọi là ấn phổ lễ. Một cái lạy xuống là cái phổ là rộng khắp. Cái lạy của mình rộng khắp hết. Cho nên đây là một cái ấn phổ lễ. Còn thí dụ mình cầm cái nhang mình cúng cho Phật, cầm cái nhang vậy, ấn này gọi là ấn phổ cúng dường đó. Cắm cái nhang, cầm cái nhang mà cầm hai cái ngón trỏ của mình vịn cái nhang cho nó chặt, rồi 36 ngón này coi đấy. Đây là một cái ấn. Ấn này gọi là ấn phổ cúng dường. Chờ quý vị thấy người Hoa không? Mấy người Hoa mà khi họ lễ xong cái làm gì đó. Cho nên ấn hết á. Rầu quá đâu có cái ấn nữa. Ấn là ấn mất sổ gạo. Con chỉ ngồi tĩnh tọa niệm Phật, im lặng lắng nghe tiếng niệm Phật vang lên trong tạng thức, như vậy có phải là thiền không? Dạ phải. Nhưng mà nhớ là nghe trong tỉnh giác. Còn nếu mà mình nghe xong một hồi mình cứ như nào là mình biết mình đi vào giấc thụy du rồi đó, khúc thụy du rồi đó. Nếu mình ngồi á mà mình vẫn nghe tiếng niệm Phật mà mình tỉnh rất là rõ,
Nam Mô A Di Đà Phật, nghe từng tiếng rõ, nghe mà vẫn tỉnh. Quý vị nghe pháp á, mở tối mà mở cái iPad lên mở nghe đó, lúc đầu là nghe tỉnh lắm, nhưng mà một lát à, là lúc đó là ông thầy ổng ru mình rồi đó. Cái lúc mình trở mình á, cái mình nghe ông nói một hai câu. Có một lần đó có cái đạo hữu đó, ổng dậy ổng bấm cái nút đồng hồ mà nó báo thức rồi, nhưng mà thôi ổng ráng nằm chút nữa. Tự nhiên cái ông nằm mơ mơ mà ổng nghe pháp hòa nói nướng hồi coi chừng khét. Ông bật dậy ông tưởng pháp hòa đứng kế bên, nhưng mà không ngờ bài pháp nói cái câu đó đúng ngay chỗ ổng đang nướng. Thậm chí mình ngồi thiền cũng vậy, mới đầu mình quán hơi thở, nhưng mà mình phải để ý là coi chừng mình rơi vào cái trạng thái hôn trầm. Hôn trầm là nó buồn ngủ trong bụng đó nha. Mình buồn ngủ trong bụng, mình lắc lư mà mình không biết. Cho nên khi mình ngồi thiền á, miệng khép lại. Miệng khép xong rồi mỉm cười, để biểu lộ cái sự an tịnh của mình trong khi mình ngồi thiền. Mình niệm Phật á, nó có nhiều cách niệm lắm. Ví dụ mình lần chuỗi niệm, mình đi theo hơi thở niệm, hoặc đôi khi mình im lặng, mình để cho cái tiếng niệm Phật nó đi ra nhẹ nhàng trong tâm thức. Sao cũng được hết, miễn giây phút đó câu niệm Phật là đối tượng của mình. Câu niệm Phật là đối tượng của mình, và làm cho mình trong giây phút đó tỉnh lặng. Chỉ có mình có câu niệm Phật và không gì khác. Cho nên tại sao chúng ta lấy hơi thở để làm cái đề mục? Bởi vì hơi thở là gần với mình nhất. Không thở là mình chết, đúng không? Vậy thì cái gì làm đề mục cho bước đầu niệm căn bản ngồi thiền? Hơi thở. Vì hơi thở là gần gũi với mình nhất. Mình thở ra mà không thở vô là mình chết. Cho nên trên đời này, nếu mình nói cho đúng, cái gì quý? Hơi thở là quý nhất. Vì nếu mà mình không còn thở, nghĩa là không còn gì quý nữa với mình hết. Tất cả đều trở thành vô nghĩa đối với một người chết. Vì vậy cho nên chúng ta phải tập ngồi tịnh. Và thưa đại chúng đừng có nghĩ rằng ngồi tịnh như vậy là tu gì hết cả. Và đừng có nghĩ rằng cái đó là đạo Phật. Không, trên đời này ai muốn có sự hạnh phúc an tịnh, người đó cần có sự lắng tịnh. Chỉ có khi nào mình lắng tịnh được như vậy, cuộc sống mình nó mới bình an nổi thôi. Tại vì cuộc đời này vốn dĩ mỗi ngày bấp bênh sóng vỗ, bụi bặm đủ thứ hết. Và chỉ cần chúng ta định tĩnh thì chúng ta mới có thể lướt qua được những cái đó. Còn không thì chúng ta vẫn sống nhưng mà rất khổ. Cho nên Pháp Hòa xin thưa là mỗi ngày chúng ta 20 phút so với 24 giờ mình sống, trôi lăn bao nhiêu tiếng đồng hồ một ngày, 20 phút này không có gì hết á. Nhưng mà nếu mà mình trở thành một cái thuần thục, 20 phút này sẽ giúp cho mình rất nhiều trong cuộc sống. Ví dụ ha, bữa nào mình mệt có vì ngủ không có sâu, ngủ 10 phút thôi mà dậy là khỏe đó. Thí dụ đi làm về đó, mệt á, ngã lưng 10 phút ngủ thôi, 15 phút thôi, vậy là mình đủ cái energy liền. Tại sao? Vì mình ngủ không lo lắng, ngủ rất sâu, ngủ rất an. Còn những người mà ta ngủ một ngày 12, 13 tiếng, mình nghĩ ta ngủ vậy là khỏe phải không? Ngủ vậy mệt mỏi lắm. Mà nếu mà cứ tiếp tục ngủ như vậy hoài, cái dấu hỏi nó rớt. Ngờ u ngu hỏi ngủ, rớt chữ ngủ, rớt dấu hỏi. Ngủ nhiều mất dấu. Thôi hết giờ rồi. Thêm câu nữa không? Kính còn kính thưa sư phụ. Mới vô cái vấn đề nha. Cho con hỏi vài câu. Câu thứ nhất là tại sao thầy muốn đi tu ở tuổi quá nhỏ? Tại vì con nghe pháp thầy,
thầy nói bắt đầu đi tu từ 7 tuổi tới bây giờ mà nó ghi bây giờ. Câu thứ hai của con là mình bắt đầu đi tu có khó không thầy? Câu số 3 là làm sao để học tu giỏi? Câu cuối cùng là thầy à, câu cuối cùng là thầy có nghĩ thầy thành Phật không? Trời ơi, nó còn lập luận nữa nha. Tại vì con đọc kinh Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Hay quá. Câu nào cô không trả lời được hết trơn. Tại sao thầy đi tu lúc thầy còn nhỏ? Không biết tại sao không? À, tại vì thầy thích. Bởi bây giờ thầy mới là thích Pháp Hòa. Một câu trả lời gọn nhất cho những cho Pháp Hòa đi tu là tại sao thầy đi bắt đầu vô chùa từ năm thầy còn rất nhỏ, 7 tuổi? Tại tôi thích. Chứ 7 tuổi biết gì? Không lẽ phải tôi chán đời? Không lẽ tôi thất tình? Không. Cho nên tuổi trẻ đời trai không có chán, tại mình thích thôi. Hỏi đi tu có khó không? Con muốn biết thì con đi tu giống thầy rồi con biết. Tại vì không thể nói được. Tại nói rồi con không tu làm sao? Nói dễ là không được. Câu thứ ba là làm sao để tu giỏi. Trước khi mà con muốn tu giỏi á, là con ở nhà con tập giỏi trước. Thí dụ con đi học á, là con làm bài cho giỏi. Về đi học về để đôi giày lên, cái phòng của mình phải dọn, cái mền của mình phải xếp, cái áo của mình máng lên. Mấy cái việc đó nhà mà con được giỏi như vậy là con tu rồi đó. Rồi mai mốt con vô chùa con cũng không chọc thầy trào máu kiểu đó. Tại vì ở nhà con cũng không chọc ba má kiểu đó, thì vô chùa cũng không sống theo cái lối đó. Phải không? Xếp áo mình, khi mình mặc cái áo á, nó có cái bài kệ để mặc áo. Mang áo của người tu đem vui cho trần thế. Xin lỗi, mang áo của người tu tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành đem vui cho trần thế. Lúc mình mặc áo vạt hò, mình mặc áo la hớn thì đọc cái bài kệ đó. Ở nhà mình xếp mền, có bài kệ xếp mền. Xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời. Mình sống mà mình có ngăn nắp, in order, nice and neat, đó là tu. Hồi nãy thầy nói rồi, phải không? Ở nhà mình muốn tu á, tu mới ra trước. Mà thật sự nó là cần tu mỗi ngày. Thậm chí một người xuất gia vô chùa rồi mà dép giày bỏ lung tung, áo quần vất lung tung, xin rửa mặt dơ giấy, thì người đó ở chùa 30 năm cũng chưa tu. Bởi vì cái chuyện quá nhỏ mỗi ngày mà. Anh độ sanh ở đâu mà chưa thấy, mà anh cái người bước vô nhìn cái xin rửa mặt của anh là người ta đã dội ra rồi, thì anh độ cái gì? Cho nên là cái chuyện tu á, nó là cái chuyện rất đơn giản, tờ u tu. Nhưng mà thật là cả một đời, chứ không phải chỉ có khoảng khắc làm một chú tiểu đâu. Tu là tu cả đời. Từ cái áo, cái quần, từ cái y, từ bất cứ cái gì của mình mỗi ngày mình để tâm vô đó là tu. Nấu cơm phải hết lòng trong việc nấu cơm là tu. Đi học, tụi con học bài ở nhà nha. Mấy đứa đi học bài ở nhà, khi làm bài không bắn game, không send message cho bạn, trừ trường hợp phải hỏi homework.
Trời ơi, bây giờ mình thấy nó đeo cái headphone vô đây nè, rồi nó ngồi nó lắc về nó làm bài được, cho nên viết chữ nào nó cũng như cua vậy. Thứ ba là thầy có nghĩ thầy thành Phật không? Khi nào thầy thành Phật thầy báo con biết. I will invite you for my thành Phật celebration. Thôi hết giờ rồi, thầy chúng về nghỉ. Mình không có từ chối làm bạn với ai, nhưng mà gặp nhau là xá chào, nói chuyện an lạc. Còn chuyện người nào mình cũng khiều hỏi, chị ở đâu, con làm gì, lương nhiêu tháng. Cái lát mình nhớ bà 7 và bà 8, mình nhớ lung tung trong đầu. Mà thiệt sự cuối cùng 4 ngày mình không Phật không nhớ pháp nhiều hết, tại nhớ mấy kia. Cho nên nước á, là tượng trưng cho định. Hoa mà mình rắc ở trong cái thao nước đó là tượng trưng cho giới. Tâm mà muốn sạch thì lấy giới, lấy định gột rửa. Cho nên trong thao nước đó đủ 3 yếu tố: giới, định, tuệ. Người giữ giới như trang điểm trên mình những bông hoa tươi đẹp. Tại vì ai nhìn mình cũng biểu, cũng thấy được cái nét đẹp của người thanh tu. Cái người có tu nhìn tướng hảo khác, người không có tu nhìn nó sầu khổ, nó héo hon khác. Cho nên mình có tu tập là có sự tươi mát. Thì Pháp Hòa xin nhắc một cái ý nghĩa như vậy, để khi chúng ta tắm Phật thì chúng ta biết rằng có nhiều vị tắm xong rồi múc miếng nước vuốt đầu rồi le lưỡi liếm rồi vậy đó. Với ý nghĩa là xin Phật phù hộ. Không sao, cái đó là cái niềm tin của mình. Nhưng mà cái đó là sơ cơ và rất là tín ngưỡng theo nhân gian. Còn mình hiểu biết sâu sắc là Phật là bản tâm thanh tịnh của mình, nhưng bởi vì mình giao tiếp nhiều cho nên bớt đi rồi. Thôi thì lâu lâu mình phải tắm, nghĩa là sự nhắc nhở cho thân tâm mình. Cũng giống như mình cúng nước trên bàn thờ là để nhắc nhở mình phải lắng đình như nước. Mình cúng hoa trên bàn thờ là để nhắc nhở mình phải sống đẹp, sống tốt như những đóa hoa. Và biết rằng hoa sẽ héo, như đời mình sẽ tàn. Nhưng khi trước khi nó héo tàn, hãy sống thật đẹp như hoa. Đó là ý nghĩa dân hoa cúng Phật. Dân trái cây là để nhắc nhở mình nhân quả, trồng nhân nào thưởng quả đó. Cúng trái cây là nhân, cúng hoa là cúng trái cây là quả, cúng hoa là nhân. Cho nên người ta thường nói đông bình tây quả, luôn luôn là hãy hướng đông, đây là hướng tây phải đối lại. Thì giờ mình để phía nào cũng được, nhưng mà ý nghĩa đông bình tây quả là luôn luôn quân bình. Hễ bên này bình bông thì bên này dĩa trái, nghĩa là luôn luôn mình quân bình giữa đời và đạo. Mình chưa phải là người xuất gia, mình còn là người tại gia thì phải quân bình đời sống tu tập của mình và bổn phận đối với gia đình. Mình quân bình được như vậy thì mình là đông bình tây quả. Mỗi khi mà chúng ta, quý vị thấy á, ngày hôm nay nè là ngày thứ tư của khóa tu rồi, là đây là cái giây phút mà sắp sửa chia tay rồi. Hết một khóa tu mới, ngày nào mình nhộn nhịp, mình nao nức, mình đi tham dự khóa tu. Y bữa nay đắp còn luộn thuộm mà hết ngày rồi. Thí dụ vậy. Cho nên mỗi buổi chiều tụng kinh á, lúc nào cũng nghe câu ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Thế nào là sống sâu sắc và thế nào là sống thảnh thơi? Quý vị nghe câu chuyện này chưa? Cái bài này hát sao quên rồi? Không, đầu tiên câu này hát sao? Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Ở trong cái tiệm nail đó, ở
trong cái tiệm nail đó có cái cô đó, cổ hát hoài bài này, đi ra đi vô cổ hát hoài, ngày nào cũng hát từ sáng tới chiều. Cứ dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Cổ hát riết cái mấy cái ông làm chung á, bà tôi nói bà nghe nha. Bây giờ tôi mời bà lên cái tôi lại bà. Để bà khỏi lại Quan Âm nữa. Hồi nãy mình có nói chữ chữ tư á. Thiền được định nghĩa là tư lự. Con người mình ai cũng có suy nghĩ hết á. Nhưng mà đa phần chúng ta nghĩ cạn là chúng ta nói sai. Và làm đổ vỡ hạnh phúc, làm bích lòng mọi người là chúng ta thiếu cái gì? Thiếu cái sâu sắc của cái suy nghĩ. Cho nên sống sâu sắc không có phải là thâm độc. Có nhiều người nói trời ơi, người đó coi vậy chứ sâu lắm. Không có nói theo thâm lắm. Chữ sâu sắc là gì? Là người đó có cái chiều sâu khi nói năng. Vì sao? Trước khi nói có suy nghĩ. Thí dụ nha, bây giờ mình suy nghĩ cái việc đó kỹ càng trước khi mình làm. Và khi mình suy nghĩ kỹ càng mình làm rồi đó, thì mình làm trong thảnh thơi mà không ép uổng nó phải thành cái đó. Vớ và ví dụ như giờ mình nuôi con, mình mong con mình tốt, cho nên mình suy nghĩ rất kỹ phải làm gì cho nó, đầu tư làm sao cho nó. Nhưng mà khi quý vị đầu tư cho con rồi, nhớ thảnh thơi. Tại vì mình không thảnh thơi nghĩa là mình ép uổng nó. Thí dụ mình nói con, mẹ muốn con học, nhưng nó học cái gì để nó chọn? Mình chọn cho nó cái môn nó không thích thì nó không có học hết lòng, hay là nó nể mình, nó sợ mình nó học, nhưng mà trong lòng nó đau khổ. Như vậy là thiếu phần sâu sắc, và cả hai không thảnh thơi. Nó học nó không thảnh thơi, mà tâm mình thì hồi hộp, sợ nó không lo học. Cho nên cuối cùng một ngày trôi qua không sâu sắc, không thảnh thơi. Thảnh thơi đây không có nghĩa là thờ ơ mặc kệ, không phải vậy. Nhưng mà biết tùy duyên ở mọi pháp, mọi việc. Cái người sống tùy duyên là người cái tâm họ có thảnh thơi. Tại vì trên đời này có những cái mình không bao giờ mình bắt nó như ý mình được. Cho nên sống cho sâu sắc và thảnh thơi đó. Chữ sâu sắc không có nghĩa là mình thâm độc. Thảnh thơi không có nghĩa là mình thờ ơ, mà mình biết hưởng những cái gì mình đang có. Pháp Hòa thưa đại chúng, như là nhiều khi ha, mình nấu bữa cơm rất là cực, trời ơi tỉ mỉ nấu, trang trí đồ dữ lắm, tối hồi ăn ngốn ăn miếng, ai không biết thưởng thức gì hết. Thành thứ làm thì rất cực, mà hưởng thì không hưởng. Vậy thì làm sao mình thảnh thơi được? Đã nấu thật là hết lòng thì ngồi thảnh thơi ăn. Cho nên có nhiều vị đổ bánh xèo, bánh khọt gì làm xong hết rồi mới ngồi lên ăn thảnh thơi được. Tại vì cái món đó mà ta cứ kêu mình đổ hoài cái mình ăn không ngon, thí dụ vậy. Cho nên thảnh thơi là mình cái gì mình làm mình biết sống. Tiếng Mỹ là mình enjoy chút. Và mình biết tùy duyên, tùy thuận mọi pháp, mọi việc, mọi người. Trong chương trình là buổi này không có, nhưng mà tại vì em thì hay hát nhạc yêu cầu. Chờ giờ yêu cầu thì phải làm, nhưng mà em làm trong thảnh thơi. Ông không có làm trong câu có. Em cũng không có cằn nhằn cô trụ trì là không ký hợp đồng mà bắt làm suốt. Em không có nói là quý vị gì cả, tại vì mình thích làm việc đó. Cho nên cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta sống với nhau, chúng ta cần có sự thảnh thơi cho nhau. Ví dụ cũng đừng bắt uổng người đó phải theo ý mình, và cũng đừng bắt mình phải theo ai. Nhưng mà mình biết nhìn sâu sắc phải làm gì cho người thân hạnh phúc. Thí dụ mình có gia đình rồi thì mình phải hy sinh cái phần la cà ở quán cà phê, tại mình không phải là single như ở đó nữa. Thì nhiều khi mình bỏ bớt cái giờ đi chơi riêng để lo cho phụ vợ, lo cho con, lo cho gia đình. Đó là người có sâu sắc và thảnh thơi, không có cằn nhằn. Tại bà mà tôi không được đi thăm bạn tôi ở quán cà phê thì mình làm cho người khác khó chịu, vì người ta nghĩ rằng người ta làm ép uổng mình.
mình có sự sâu sắc nhưng mà cũng có sự thảnh thơi. Có nhiều khi mình hy sinh một cái việc gì không phải là mình lỗ lã, mà mình biết nghĩ sâu làm việc đó cần, và thảnh thơi trước mọi công việc khi chúng ta làm. Nhận cái đó làm rồi thì thảnh thơi việc đó. Cho nên chữ sâu sắc thảnh thơi nhiều ý lắm, và cần cái sự thực tập. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa thường thưa là mình học Phật, và cái bổn phận của chúng ta là làm sao học Pháp, hành Pháp để cuộc sống có hạnh phúc. Đó là ý nghĩa quy y với Phật, chứ không phải mình quy y để được Phật cho mình cái gì. Nếu có cho là cho mình giáo Pháp, cho mình sự sâu sắc để mình sống thảnh thơi. Người có giáo Pháp trong tâm lúc nào sống cũng thảnh thơi. Có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, của mình thì mình dùng, không phải của mình không lấy đó. Ta thảnh thơi vô cùng. Ví dụ bây giờ được bầu làm hội trưởng thì ta làm hội trưởng, mà ta không tranh đấu thêm để làm extra hội trưởng hay là kim này kim kia. Còn mình không thảnh thơi được với cái danh chức đó thì cứ kiếm mãi tìm hoài, cho nên đau khổ. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, những việc mà nó xung quanh mình đó, nó không cùng, nó không cùng đâu. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải biết thảnh thơi sâu sắc, và thấy rằng cuộc đời ngắn ngủi, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Hồi nãy Pháp Hòa cúng cho mấy em còn trẻ, hôm nay 49 ngày. Thì khi cúng xong, Pháp Hòa có nói với người thân của các em, với cái nhìn tương đối, chúng ta buồn khi các em mất trẻ, nhưng mà với cái nhìn chân lý, chết trẻ chết già không phải là vấn đề, mà cái vấn đề là chúng ta sống như thế nào trong tim của người ta. Còn chết này ai cũng chết. Nhiều có nhiều người chết xong rồi, nhưng mà nhắc tới người đó, người đó sống mãi trong tim óc của người khác, người đó bất diệt. Còn cái thi thể này, hình hài này sẽ hết. Cho nên hồi nãy có một câu hỏi trong này, nãy qua dở sơ sơ qua thấy đó. Hỏi là trong Sám Dược Sư có câu là đưa con ra khỏi biển hai chết và đặt con lên trên bờ ba đức. Ai nhớ Sám Dược Sư có câu đó? Biển hai chết là gì? Một là phần đoạn sanh tử, hai là biến dịch sanh tử. Sanh tử là một việc có trong thế gian này. Này, hoa này nè, nó đã sống, nó đã mọc lên, mình tạm gọi là sanh. Rồi bây giờ nó đang trụ ở trong cái bình này, nhưng mà trong khi nó trụ thì nó dị nè, đó, bữa nay héo mấy cánh rồi nè, 5 ngày nữa là nó diệt. Nó đi theo 4 tướng trạng: sanh, trụ, dị, diệt. Giống như mình nè đó, bây giờ mình đang trụ, chứ trong thời gian trụ là nó dị mỗi ngày. Năm là thấy bạc rồi, mới có 3 tháng sao 3 chân rồi. Mặc dù sáng nào cũng vậy nè. Nhưng mà sao càng kéo nó càng nhiều chân. Sanh trụ dị diệt. Một ngày sáng ra mình, ô hôm nay là ngày mới, tưởng đâu nó dừng vậy, không. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, một ngày nay nó đang dị, nó đang thay đổi để hết giờ mình đi về. Vậy thì cái mà cái sống, cái sanh tử là một chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Và cuộc sống này luôn luôn sanh thì tử, đến thì đi, còn thì mất, được thua, không bao giờ chỉ có một, lúc nào nó cũng có đối tượng. Cái khăn có mặt trái, mặt phải, áo quần vân vân, cái nào cũng có hai. Hiểu được cái đó thì chúng ta hiểu được cái gì gọi là phần đoạn sanh tử. Trước sau gì ai trong chúng ta cũng sẽ đến cái chỗ gọi là phần đoạn sanh tử này. Đến một lúc nào đó mình phải đoạn đi mạng sống mình để đi vào cái cõi gọi là chết. Cái này có à? Không muốn cũng không được, làm cái gì cũng không được hết. Ngày xưa Tần Thủy Hoàng mà đi tìm thuốc trường sinh làm gì có.
Nếu mà có thuốc trường sinh thì ông tiên mà ông luyện ra trường sinh chết trước. Ồ, ông sống lâu. Đấy, em không phải nói lộn đâu nha. Mà em đang thử coi có ai ngủ không. Nhưng mà cho dù có lộn cũng chẳng sao. Vì sao? Hột gà, hột vịt còn lộn mà. Biến gọi là gì? Nhất phần đoạn sinh tử này nè, sẽ có một ngày nha. Nhưng có một cái chúng ta cần có, đó là biến dịch sanh tử. Dịch là gì? Là dời. Thí dụ như Trung Hoa có quẻ dịch. Chữ dịch là di dời nó. Hồi đó đó, tôi dở ẹt à. Tôi hay nóng nảy lắm. Kể từ khi tôi biết nghe Pháp, tôi biết quán chiếu rồi tôi đỡ lắm. Tôi không có nóng nảy như ngày xưa. Bạn tôi bây giờ nó cho nhìn anh bữa nay á, trắng trẻo ra. Hồi đó nóng đen hoài. Cái người đó có cái gì? Có biến dịch, có thay đổi. Con người mà sống từ đây cho tới chết nên có cái biến dịch sanh tử để người ta đỡ một chút. Sống mà bất di bất dịch, tôi vậy đó, chịu chịu theo. Cái người sống chung với mình chết trước. Ta tức quá, ta nói được, ta chết trước. Còn mình thì tôi vậy đó. Thế là mình nên sống mà đó có hạnh phúc cho nhau, là nên có một thứ chết gọi là biến dịch sanh tử. Mà anh biến hay không á, thì trước sau anh cũng sẽ tới một cái chỗ gọi là phần đoạn sanh tử. Nhưng nếu anh biết biến dịch sanh tử thì anh làm cho người khác hạnh phúc, an vui. Khi ra đi anh cũng an lòng. Sống mà có làm gì được lợi cho người ta chút. Cho nên sâu sắc thảnh thơi. Sẵn đâu có trả lời luôn câu đó. Đưa con ra khỏi biển hay chết, mà đặt lên trên bờ ba đức. Ba đức là gì? Là giải thoát, là pháp thân, là bát nhã. Mình tụng ăn trưa hoài đó, ba đức sáu vị, tam đức lục vị. Có khi gọi là ân đức, đoạn đức, trí đức. Người có trí sẽ đoạn. Cho nên Văn Thù Sư Lợi cầm cái kiếm. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cầm cái kiếm trên tay là tượng trưng cho trí tuệ sắc bén, có thể chặt đứt mọi khổ đau phiền não. Cái đó gọi là đoạn đức, vì người đó có cái trí để đoạn. Và khi chúng ta đoạn được cái đó rồi, nhờ đâu? Nhờ cái ân đức của Tam Bảo, của Phật cho mình cái hiểu biết, cái tuệ giác đó. Hay nói cách khác là chúng ta có bát nhã cũng là trí tuệ. Giải thoát là chúng ta đoạn. Cho nên pháp thân, bát nhã, giải thoát nó tương đồng với trí đức, đoạn đức và ân đức. Nói cái nào cũng được. Sở dĩ chúng ta đi chùa, chúng ta học pháp, chúng ta tu là vì chúng ta muốn có cái biến dịch sanh tử. Vì chúng ta biết rằng trước sau chúng ta cũng sẽ có một ngày gì? Phần đoạn sanh tử. Nhưng hãy sống với cái tâm niệm biến dịch sanh tử. Bây giờ mỗi tối trước khi đi ngủ, quán lại: ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại. Nhìn mình cho kỹ, ta đã làm gì? Trời ơi, sáng hôm nay nóng nảy nói tầm bay tầm bạ. Biết bao nhiêu người đau khổ, thí dụ vậy. Thôi, mình hứa với lòng, từ nay về sau không nói vậy nữa. Thì ngay cái giây phút đó mình phát nguyện biến dịch. Biết đâu chừng ngủ đi luôn sao? Trong cuộc đời này sao nói được? Dép dưới giường, lên giường vội biệt. Sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, hô hấp thở vô thở ra. Nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Xét nhân thế vì sao ngắn ngủi, trách cho thân để khổ cho thân. Bài sám đó tên là bài sám khuyến tu. Da bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng phân sạch gì. Tóc răng móng khác chi đất bợn, mũi giải đàm kinh tởm xiết bao.
bên ngoài rẹp đút mũi đeo, bên trong sáng lãi lẫn vào nhớp chưa. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ Pháp Hòa khoảng chừng 14 tuổi, có một cô Phật tử người Huế: "Chú ơi, chú đừng có tùng cái bài ní, tôi nghe ợn quá." Tùng chí mà nghe lại nghe sạn ợn quá. Mỗi lần mà tụng cái bài đó mà nhớ tới bây giờ mà vẫn nhớ cô đó. Mỗi lần mà tụng mà lâu lâu nhắc lại bài sám đó là cái hình ảnh cái cô người Huế đó cổ hiện trong đầu mà. "Chú ơi, chú đừng tung bài sám đi, nghe ợn quá." "Răng mà ợn." "Tùng chí sạn lại, kính chí là." "Bên trong sạn lại lần vào nhợp chưa, nồi nọng bực ngày trưa tiệc hà, cơn lành lùng đến giả chiều đóng. Xẹt thân nhớ khổ vô cùng, dứt lòng tham luyện, khởi lòng thoát lý." Thoát lý là giải thoát nữa. Vậy quý vị hiểu ha, hai chết không? Hai chết là hết chai. Mình tu là để đi tới cái biến dịch sanh tử này. Mà mình có biến dịch như vậy đây là đời người thân mình đỡ khổ lắm. Ai mà không có tật, ai mà không bệnh, bệnh hết được mà tật lâu hết lắm. Cho nên kêu bệnh tật. Tật là mình phải sửa, bệnh thì uống thuốc. Cho nên mình sửa, ví dụ người ta bị trật gân trật cốt gì, sửa gân sửa cổ, tại vì vốn đâu phải vậy. Mà bữa nay do mình đi không cẩn thận trật chân trẹo gân trẹo cốt, vốn mình không phải vậy, nhưng mà tại vì mình sống bệnh lây cho nên mình mới trật gân trật cốt, ta là trật đường rầy, trật cách sống, sửa được. Người có lòng từ nên làm chuyện đó để người thân hạnh phúc, đó là hóa độ chúng sanh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng sanh phiền não của mình mà độ thì độ luôn được chúng sanh ở ngoài. Cho nên tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, hai câu đó đi chung. Quý vị tụng mong sinh thí thực của ngài đó, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là độ chúng sanh bên ngoài, mà tự tánh chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là độ phiền não của mình. Mà hết phiền não chúng sanh này mà độ được thì ngoài này mình độ được. Mình nói người ta nghe, thí dụ mình kêu con đừng làm vậy con, nó chắp tay lại nói: "Tôn mẹ bảo tôn con đi thẳng, chớ đi co vấp thế gian cười. Con rằng lại mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử thử coi." Con tôn con, con tôn mẹ bảo con tôn con phải đi thẳng. Tôn mẹ bảo tôn con đi thẳng, chớ đi co vấp thế gian cười. Con tôm con nó tắp cha tắp ta chắp tay lại, nó nói: "Con rằng lại mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử thử coi." Con tôm. Em trở lại tiếng của em rồi. Tưởng đâu em còn nói tiếng Huế à. Xin hỏi thầy, Phật Dược Sư cầm tháp 7 tầng nghĩa là gì? Thì tại nó thiếu 3 tầng kia. Thưa đại chúng, ở trong Phật giáo, tháp là một biểu tượng cho sự vun bồi. Tháp thì có nhiều loại lắm, tháp 3 tầng, tháp 5 tầng, 7 tầng, 9 tầng, 13 tầng, vân vân. Nhưng mà đa phần mình nghe tháp 7 tầng, hay có khi xây tháp 9 tầng, phải không? Dù cho 9 bậc phù đồ cũng không bằng làm phước cứu cho một người. Trong cái phần giới sa di có câu: dù cho xây tháp cao đến vạn trượng cũng không bằng một người xuất gia trì giới. Dễ sợ chưa? Như vậy thì quý vị thấy mà quý vị tu và xuất gia một ngày, trì giới một ngày là hơn một người gọi là xây tháp vạn trượng. Ở đây Phật Dược Sư cầm một cái tháp, thường thường trong mấy chùa người Hoa hay thờ ba tượng Phật,
gọi thường người Hoa gọi là Tam Bảo Phật. Ở giữa thờ Phật Thích Ca, ôm cái bình bát, cầm cái bình bát. Một bên thờ Phật Di Đà cầm hoa sen, một bên thờ Phật Dược Sư cầm tháp bảy tầng. Cái tháp đó được gọi là Như Ý Tháp. Mà tại sao bảy tầng? Người ta thường gọi là Bảo Tháp, vì tháp đó làm bằng bảy của quý: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Người tu chúng ta muốn xây dựng đời mình, hay là nói chung là tất cả chúng ta, ai muốn xây dựng cuộc đời mình an vui hạnh phúc, phải nương theo bảy thứ tài sản mà người tu cần có. Một là tính, là niềm tin. Hai là văn, là nghe. Ba là tàm quý. Tàm là một, tàm là gì? Là hổ thẹn với mình. Quý là hổ thẹn với người. Là bốn rồi. Thứ năm là giới. Thứ sáu là tuệ. Thứ bảy là xả ly. Pháp Hòa nói lại ha: tính, văn, tàm, quý, giới, tuệ, xả ly. Người có bảy cái này là người đó có bảy thứ tài sản quý báu, xài hoài không bao giờ hết. Để chúng để ý mà có hột xoàn vào cỡ nào mà xài là hết, phải không? Mà đặc biệt bảy thứ này càng xài càng không hết mà lại tăng trưởng. Ví dụ như giờ văn là nghe, mà càng nghe pháp thì mình càng bồi dưỡng cho thân tâm mình chứ có mất đâu. Cho nên hột xoàn kim cương càng xài càng bị thiếu thốn. Còn người có biết nghe pháp rồi, càng nghe tâm tư càng mở, sự chấp trước của mình càng thư giãn ra, sự phiền não của mình càng giãn ra. Cho nên người có văn là người có tài sản quý báu. Tại vì trên đời này có nhiều người không có chịu nghe, họ thích nói hơn thích nghe. Cho nên nghe là một cái của quý. Nghe cái đau khổ của người, mình nghe những cái lời mà người ta xây dựng, vân vân. Cho nên đó là bảy thứ quý mà tháp Phật Dược Sư. Nhưng mà tại sao Phật Dược Sư cầm cái tháp mà gọi là tháp bảy báu? Bởi vì Dược Sư là thầy thuốc. Người có được bảy thứ này thì có khả năng trị bệnh, có khả năng trị bệnh. Ví dụ như thầy thuốc mà không có giữ giới, không có lòng từ, không có trí tuệ. Trong kinh kể câu chuyện có cái ông đó đó, có cái ông đó, ổng làm thầy thuốc. Thì người ta tới trị bệnh cho ông, trị bệnh ông. Thì sau khi mà trong khi người ta bệnh á, người ta nói ông hết trị tôi hết bệnh đi, tôi trả một số tiền lớn. Khi trị bệnh hết á, người ta quỵt ta không trả. Ổng không nói gì hết. Người đó trở lại thay thuốc á, kỳ này ông thay một thứ thuốc độc, đắp vô con mắt người đó đuôi luôn. Thay vì ổng có khả năng ổng chữa bệnh, nhưng mà bây giờ á, tại vì ổng bị gạt, hứa trả tiền cho ổng mà không trả, cho ổng gạt ổng làm đuôi cái người đó luôn. Thì cuối cùng cái nhân ổng làm gì, cái quả ổng là gì? Ổng trở thành một tỳ kheo mù ở trong giáo đoàn của Phật. Nhưng mà cái phước tài cứu người nhiều người khác cũng khó, nhưng mà cái nghiệp mà hại một người cũng khó. Cho nên được làm một người tu, nhưng mà người tu mù mắt không thấy được. Rồi trong khi Phật thuyết pháp, có một con ốc nó nằm đó nó nghe. Ông đi ngang con ốc, ông lỡ chân ông đạp nó chết. Phải không? Do mù không thấy đường đạp con ốc chết. Mà con ốc nằm đó, con ốc được nghe pháp, cho nên sau khi con ốc chết, ốc được sanh lên cõi trời. Câu chuyện đó chỉ muốn kể là mình gieo một cái nhân gì, dù một chút cũng có cái thiện lành. Cho nên người mà có được cái bảy thứ tài sản là vậy. Dược sư là thầy thuốc, nghĩa là chúng ta có cái này thì chúng ta có khả năng giúp đỡ người khác trị bệnh. Bạch thầy, cho con hỏi quy y rồi có điều kiện gì không? Như là ăn chay, đi chùa, member fee, membership, tức là thẻ hội viên, trả tiền thẻ hội viên. Thật ra thì không có đặt điều kiện gì hết. Nếu mà nói có điều kiện là quy y rồi thì chúng ta phát tâm tu tập, đó là điều kiện.
Thì bây giờ muốn phát tâm thì mình bắt đầu từ cơ bản trước. Nói điều kiện chứ là không, tu không có đặt điều kiện gì hết á. Phát tâm thôi, phát tâm làm thôi, chứ không ai có điều kiện gì hết trơn á. Nhưng mình nói điều kiện là để cho tạm nghe vậy đó. Chứ còn nói đúng ra là khi quy y rồi phát tâm làm một vài việc, để cho cái bước đi của mình nó thật là vững chắc. Quy y giống như để hạt đất, hạt mầm xuống đất vậy đó. Rồi bây giờ mỗi ngày lại Phật, ăn chay, tụng kinh hay đi chùa vân vân, nghe pháp rồi đó, là nước tưới, để cho mỗi ngày cái hạt đó bắt đầu nó sanh cây nảy mầm. Chứ còn gieo cái hạt đó để đó cũng giống như quy y xong rồi không biết thầy mình không có nhớ chùa nhớ chiều, không tu tập gì nữa hết, để mai mốt tôi chết tôi có passport tôi đi được. Passport mà hết 5 năm nó hết hạn, lâu lâu phải renew. Cho nên điều kiện mà không điều kiện, nó đúng hơn là chúng ta phát nguyện. Bởi vì chúng ta bắt đầu gieo hạt rồi thì chúng ta tự thấy bổn phận của mình trong cái công việc nuôi dưỡng hạt giống này. Tập ăn chay mỗi tháng ít nhất một ngày, đi làm về tối trước khi ngủ xá Phật hoặc lại Phật, ít nhất ngày cũng nghe được 30 phút một bài pháp. 30 kia thì mình ngủ rồi, 30 phút đầu là mình nghe thôi cũng được, thầy cũng có phước. Thầy giảng mà mình ngủ thầy cũng có phước thôi. Thưa thầy, cho con hỏi, trong các ngày lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, Tết vân vân, các chùa hay gửi cho Phật tử tờ giấy cầu an cầu siêu. Con nhận thấy có nhiều người ghi một danh sách cầu an rất dài để tất cả bà con cháu chắt trong gia đình, mà toàn là mạnh khỏe chứ không phải bị bệnh. Như vậy có lợi ích gì? Con cứ tưởng là người bệnh đau ốm hay tai nạn mới cầu an. Sau buổi hành lễ quý thầy đã mệt, lại phải đọc một sắp tên tuổi quá nhiều. Lại có nhiều thầy ở Việt Nam mới qua nước ngoài, trong lúc đó trẻ còn trong lúc đó trẻ con toàn tên bằng chữ ngoại quốc khó đọc. Nói tóm lại là không trang nghiêm. Xin thầy giảng cầu an cho người bệnh hay cho người khỏe. Em nói làm cũng kẹt hết. Thật ra đó, chùa thì tùy thuận Phật tử gửi cho mình cái giấy thông báo, rồi kèm theo cái mẫu cầu an cầu siêu, just in case you need it. Không, nếu mình cảm thấy mình không cần thì thôi. Còn nếu thí dụ mình có ghi, mình cũng có thể ghi đại diện. Ví dụ như nguyện ông bà cha mẹ mình, đại khái một vài người rồi cùng gia đình. Rồi trong này thì cái cô vị Phật tử này cũng nóng ruột cho quý thầy á, coi như là mình ghi, trời ơi nhiều đứa nó có. Mà nhất là các thầy không biết đọc tiếng Anh đó, phải không? Mà gặp mấy cô, gặp mình mà lấy chồng Mỹ nữa, phải không? Rồi cái thí dụ như mà gặp mấy cái họ khó đó, gặp họ khó là Elizabeth Lestra Alexandra. Thì đọc rồi dưới này tấm tấm cười, phải không? Thì cô này cô thấy cũng có lý đó. Cho nên á, khi mình ghi danh sách cầu an cầu siêu á, trừ trường hợp người nào không có tên Việt. Còn nếu mà con cháu mình có tên Việt nên ghi tiếng Việt, để quý thầy đọc cho nó dễ. Mà quý thầy đọc dễ Phật ổng nghe cũng rõ. Thầy đọc mà thầy còn trẻo miệng, Phật ở trên Phật không biết. Đây là nóng ruột thôi không sao. Cho con xin hỏi, tượng Phật Di Lặc và Quan Âm Lộ Thiên ngoài hoa ra, ngoài hoa quả ra, có nên cúng xôi chè và bánh trái không? Vì con thấy nhiều chùa cúng xôi chè mà bị chim chuột kiến ăn nên đem đổ, như vậy có tội. Cái này đi hỏi chùa nào ta có cúng vụ này nè, rồi mình lại mình nói với người ta, người ta cúng mà biểu em giải quyết làm sao được. Mà rủi Quan Âm đó, Di Lặc nó thích chè rồi làm sao? Em biểu ông trả lời mấy này kẹt em lắm rồi. Rồi bữa nay em gặp Quan Âm qua không nhìn nữa. Nói em mà you cut off my portion. Thật ra quý vị nhớ nãy mình có câu sâu sắc không?
sâu sắc và thảnh thơi không? Mình cúng chè xôi là tâm của mình, nhưng mình phải sâu sắc nhìn vấn đề là mình cúng như vậy, cái chè xôi này có thể để bao lâu? Chứ có ai cấm mình cúng đâu. Cúng là do lòng thành, chứ Quan Âm cũng có nói I like chè chí mẹ phủ tôi đâu có thích chè táo sọn đâu. Mình cúng là mình phải tự biết cái gì có thể để lâu, cái gì phải dọn liền. Xin lỗi, cúng cái gì mà có nước cốt dừa 5-10 phút đem vô thôi. Quan Âm đợi Quan Âm ăn xong tới phiên mình ăn đau bụng. Cho nên sâu sắc là cái đó, thảnh thơi là cái chỗ đó. Ví dụ bây giờ nè, mình đem chén chè lên mình cúng phải không, 5 phút sau có người vô bưng vô, thảnh thơi đi. Ê, tôi mới cúng mà sao dọn, Quan Âm chưa ăn xong. Mình cúng là đành, Phật chứng biết rồi. Cái đó là lòng thành của mình, nhưng mình phải sâu sắc ở cái vấn đề là mình cúng cái gì lên trên đó. Thí dụ như giờ người ta đem nguyên cái, có nhiều người ta thích đem gạo, đem dừa, ta đem lên chánh điện ta cúng. Mình cũng trì thượng cho ta để một chút, nhưng mà rồi phải dọn. Trời ơi, chụp hình lên cúng nguyên bao gạo ba nàng tiên gạo hai con tôm gạo con gà. Mình phải cúng là mình cúng là cái quyền của mình, nhưng mình phải sâu sắc là mình biết ở cái môi trường nào mình cúng. Cho nên cúng gì cũng được hết, nhưng mà ở trên bàn Phật cúng chè xôi là được rồi, không cần mì xào, không cần chả giò, không cần mấy cái đó, vì mấy cái đó là mấy cái món của thế gian mình dùng. Còn cúng Phật chè xôi hoa trái, thể mà trái cây, thậm chí á, xin thơ đại chúng vậy nè, có thí dụ bây giờ bữa nay ngoài đường gió quá, quý vị đâu có thắp đèn cũng được, thắp đem ra là tắt liền, thì không cần để đèn. Mình bởi vì bị ngoài đường gió quá, thì bây giờ nếu mà nói chè xôi thì phải có thêm nhang đèn, thì nó phải tùy thuận chứ. Cho nên mình làm gì cũng được hết, nhưng mà cái quan trọng là mình phải tư duy coi cái việc đó mình làm nó ở mức nào. Trời đang mưa ào ào rầm rầm sóng xét gì ấy. Ra cầm đi từng bước bưng khay lễ rồi ra thỉnh. Trời nó làm cái bụp cái vụ rớt xuống ngoài này. Mình phải tùy chuyện đi. Ở làm gì vậy? Thỉnh sư. Cái khay lễ có một chút mà bưng nguyên chậu cao vậy nè. Rớt tới rớt lui, đèn không đủ rồi đem cặp đèn lên. Mà Pháp Hòa hay chọc hoài à. Thỉnh thầy ra giảng, ra làm lễ vậy, giữa cái lư hương, hai bên hai cây đèn, xem chậu bông nữa, thêm dĩa trái cây nữa, thành nguyên mà thờ ổng rồi. Đơn giản thôi. Quý vị thấy mấy ngày nay có khay lễ gì đâu, mà cũng đủ lễ vậy. Mình làm không ai cấm, nhưng mình phải có sâu sắc ở trong đó, nghĩa là mình có tư duy trong mọi vấn đề mình làm. Phật giáo hay vô cùng. Phật giáo là gì? Là lời dạy sống tỉnh thức, chứ không phải ba cái râu ria đó. Mình làm gì cũng được, mà cái quan trọng mình có chánh niệm trí tuệ thổi vô trong đó cái ý nghĩa gì trong cái việc làm của mình. Cho mình tu mà không cực khổ gì hết là tu thảnh thơi chứ gì nữa. Vì sao mà tu thảnh thơi? Vì có sâu sắc. Còn thí dụ như gặp chim chuột thì nó lên nó ăn hoài đó. Quý vị có nghe câu chuyện là hạt cơm của Phật chưa? Câu chuyện đó Hòa Thượng Nhất Hạnh kể đó. Hồi nhỏ đó, ngài đi cúng ngọ trên bàn Phật, mỗi ngày cúng cơm là dở chén cơm ra. Thì ngài cứ thấy có con thằng lằn á, nó bò vô cái chén cơm đó, nó gấp gạo rồi nó đi cơm nó ăn, mà ngài tức lắm. Thì bữa khác quyết định là đậy nắp bát lại không cho thằng lằn ăn. Mấy ngày sau mừng quá trời luôn, cơm nguyên không có ai, nhưng cuối cùng phát hiện thằng lằn đã chết. Thì câu chuyện đó ngài mới kể là ngài thấy rằng mình cúng một chén cơm cho Phật, sợ con thằng lằn ăn rồi nó chết hay là gì, so với một vài hộp cơm mà con thằng lằn ăn trong cái chén cơm đó thì có là bao. Phải không? Hòa Thượng kể câu chuyện đó, quý vị đọc cái cuốn đó đó,
Cái cuốn đó có cái tên là Tình Người. Và cái cuốn đó nhiều câu chuyện thật của Hòa Thượng kể trong đó. Thời Hòa Thượng còn là một chú tiểu, có những câu chuyện rất hay và rất thâm thúy. Có chùa thì tu một ngày bát quan trai, có chùa thì tu một ngày niệm Phật, có chùa thì tu chú Đại Bi. Dạ, ba cách tu này có giống hay khác nhau? Nếu khác thì lợi ích của mỗi pháp tu là gì? Cái giống là giống ở cái tâm niệm, phương tiện tạo điều kiện cho Phật tử tu. Còn cái khác là cái cách tu. Ví dụ như hôm nay trong một cái không gian chánh điện này, chúng ta vừa làm lễ Phật đản, vừa phải ăn cơm quá đường, vừa phải tắm Phật, vừa phải cúng linh, trong một cái chánh điện này thôi. Mà quý vị thấy sáng và sắp không? Nó không có phiền hà ai hết, mà nhịp nhàng mọi việc. Cái nào nó ra cái đó, phương tiện mà. Nhưng mà miễn làm sao mỗi phần nào nó cũng hạnh phúc phần đó. Người không tham gia khóa tu vẫn được mời cơm, và người Phật tử không tham dự khóa tu đi tới đây dự lễ Phật đản vẫn được làm cái lễ của mình đến, ý nghĩa ngày đến là tắm Phật. Gia chủ tới đây cúng người thân vẫn không bị trì trệ giờ giấc. Ban hành đường vẫn làm việc được của ban hành đường. Cho nên cái ý nghĩa làm chung là bát quan trai là giữ tám giới, trì chú Đại Bi là nương năng lực của Đại Bi thần chú, hay là một ngày niệm Phật là cho chúng ta niệm Phật tịnh thanh tâm cầu vãng sanh, thí dụ vậy. Ba cách nó khác mà, nhưng mà mục đích nó chung, mục đích nó chung, còn cái cách thì nó khác. Và quan trọng là chúng ta cái nào nó cũng lợi ích hết á, và chúng ta phù hợp với cái nào thì chúng ta đương cái pháp đó chúng ta tu. Đừng có sợ thôi tôi phải tu bát quan trai ngày, tại vì bát quan trai là giữ giới, rồi mai tôi được, mai mốt tôi được xuất gia, tôi phải niệm Phật để tôi vãng sanh, tôi phải trì chú Đại Bi để tôi phù hộ. Và mình vừa được vãng sanh, vừa được phù hộ, mà vừa muốn đi tu nữa. Để làm cái đó tùy anh em mình. Lợi ích đều có giống nhau. Cách đây hơn 32 năm, con có một người con trai yêu thương và muốn cưới con làm vợ, nhưng con thì không biết và không yêu người đó. Con không đồng ý, sau đó anh đó và con cũng đã có gia đình riêng. Nhưng gần đây, cách đây khoảng 2 tháng, thường nằm mơ thấy anh đó, nên con có liên lạc cho chị của con thì được biết là anh đó đã mất rồi. Thưa thầy, hoan hỷ cho con lời khuyên như thế nào? Thì anh mất rồi chứ như thế nào? Nhiều khi á, cái người đó họ có cái tình cảm với mình sâu sắc, duyên không có thành, nhưng mà cái tâm người đó vẫn nhớ nghĩ đến mình. Thì khi người đó mất đi thì cái thần thức của họ đến thăm mình. Cũng giống như mình mất ở nước ngoài mà mình nhớ ai Việt Nam, là mình cũng có thể có mặt ở Việt Nam cho người đó. Bởi vì mình không đi bằng cái thân xác nữa, mình đi bằng tâm thức. Và cái tâm thức đó nó không hình tướng, cho nên cái sự đi lại của nó rất là năng lực và tự tại. Thì giờ bây giờ nếu mà vị Phật tử này thấy như vậy đó, nếu biết tên họ của anh, mình nên cầu nguyện cho anh. Anh không có gì đối với mình hết, anh chỉ về thăm mình theo cái tình cảm ngày xưa thôi, thì mình có thể cầu siêu cho anh, gửi một lời cầu nguyện cho anh. Và nếu muốn có thể khuyên anh, thôi mình hãy nên phát tâm cầu giải thoát hơn là dính mắc vào những chuyện tình cảm. Cái này đúng với cái câu mà tóc mai sợi ngắn sợi dài, lấy nhau chẳng được, thương hoài ngàn năm. Tình không, tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Xin thầy cho con hỏi, trong kinh điển Phật giáo có nhắc đến Thượng Đế tối cao không?
Nếu không có phải vì Phật giáo không tin vào đấng tối cao hay vì điều đó không quan trọng đối với mục đích giải thoát khổ của Phật giáo? Thưa đại chúng, Phật giáo không dùng chữ Thượng Đế. Phật giáo dùng cõi trời. Và vị Thượng Đế mà Thiên Chúa gọi đó, Phật giáo gọi là Trời Đế Thích. Nếu nói theo trong Hán thì gọi là gì? Thích Đề Hoàng Nhân. Thích Đề Hoàng Nhân tức là Trời Đế Thích. Mà Trời Đế Thích tức là Thượng Đế mà bên Thiên Chúa gọi. Trong Phật giáo chúng ta cũng có những người tu lên tới cõi trời, như là những người tu thập thiện, những người mà quý vị thường nghe nói sanh về cõi trời. Vậy thì cõi trời đó là cõi trời Thiên Chúa nói đó. Nhưng mà bởi vì Phật giáo thì chúng ta đặt cái vấn đề là giải thoát hơn là cầu sanh về các cõi. Nếu các cõi đó chưa phải là cái cõi gọi là hoàn toàn thoát ly sanh tử luân hồi. Ví dụ như mình lọt qua được nước Mỹ rồi, như là sống cõi trời đi, nhưng mình nghĩ là nước Mỹ này là cái nơi mà bảo đảm mình không bao giờ rơi rớt không? Không. Nếu mà từ nơi nước Mỹ này mà chúng ta biết gây thân lập nghiệp thì chúng ta đi lên nữa, cuộc đời mình thăng tiến nữa. Nhưng nếu chúng ta không biết mà nghĩ rằng mình lọt qua nước Mỹ rồi thì cứ ăn chơi, cứ làm những điều ấy thì rơi rớt cũng như thường, nghèo khổ như thường, mất của như thường, và thậm chí phạm pháp bị trả về cái đất nước nguyên thủy của mình như thường, luân hồi sanh tử như thường, cho dù ở cõi trời. Nhưng mà nếu người được sanh về cõi trời mà nương cõi trời đó mà tu nữa thì đi nữa nữa. Cho nên chúng ta gọi là cõi Phật. Cõi Phật nói một cách khác là giải thoát. Con có hai câu hỏi. Nếu mình sống tốt khi chết sẽ đi về đâu? Mình có gặp lại người thân, ba mẹ, bà con quyến thuộc đã chết không? Ba mẹ của mình có nhận ra mình không? Thật sự ra có. Nếu trước khi ba mẹ đi mình nhớ xin số phone, còn không là đừng đổi email để ba mẹ báo cho mình biết mình ở đâu. Thưa đại chúng, thật ra cái này là những cái câu hỏi bình thường trong cái suy nghĩ của mình. Điều đó đúng thôi. Ví dụ mình cũng wonder là bữa chết mình đi đâu, rồi người thân mình có gặp nhau không? Gặp chứ. Nếu mà mình cùng một cái nghiệp lực với nhau. Hồi xưa sư bà Thể Quán á, ở ngoài Huế á, sư bà chăm sóc mẹ già. Thì khi mẹ già mất á, sư bà làm một bài thơ 4 câu như thế này: mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Mình thường hay đọc: sự vui trời cũng chẳng bì, nói cõi cực lạc đó nghe, đêm đêm thông thả ngày thì vui chơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Đó là những cái câu mà trong mấy bài sám hồi nhỏ và tụng á. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Đó là diễn tả cõi cực lạc. Nếu ngay đời này chúng ta gieo cái nhân không ơn, không oán, không sầu, cõi đó cũng thế, không già, không chết, có đâu luân hồi. Tánh xưa nay đã sạch rồi, gương xưa nay đã lau chùi trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô. Kiếp mô là kiếp nào á? Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ? Ngày nào mình còn ái luyến, ngày đó không về trên đó được. Nếu mà nguồn tình biển ái chưa khô thì không về đó được. Cho nên nguồn tình biển ái đã khô bao giờ?
Tu hành phải đợi kiếp hôn, nguồn tình biển ái đã khô bao giờ. Ngộ là phải ngộ thiền cơ, mà đèn trí tuệ để lờ đi đâu. Mình làm cho cái đèn trí tuệ mình nó lờ mờ thì mình không được match với cái đó. Cho nên mình muốn đi đâu cũng được hết á, ăn thua mình muốn không? Muốn là được. Hôm rồi Hòa Thượng ở bên Phật Học Viện Huệ Nghiêm á, Ngài có dạy như thế này: tôi tu tịnh độ mấy mươi năm, nhưng tôi chưa vẫn xác định là tôi có được về cực lạc không. Nhưng khi tôi đọc được cái quyển Tư Tưởng Tịnh Độ của Ngài Thiện Đạo thì tôi xác định rằng tôi về cực lạc. Vì sao biết không? Nếu mà mình nói rằng niệm Phật đợi tới nhất tâm bất loạn mới được về cực lạc thì chắc điều đó khó quá. Nhưng mà với cái nhìn, với cái cách của Ngài Thiện Đạo là chỉ cần có tín nguyện là được về. Tịnh độ là ba món: tín, nguyện, hành. Người tu tịnh độ niềm tin phải thật vững và thật chắc. Chỉ cần tín nguyện là được về. Còn nhất tâm bất loạn thì nói, trời ơi, tôi nói thiệt chứ tôi còn chưa định nữa. Hòa Thượng nói thật vậy đó. Cho nên nếu mà nói là để mà nhất tâm bất loạn để về cực lạc là khó quá. Chỉ cần có tín, có nguyện. Bây giờ mình tin là có cõi cực lạc không? Mình có nguyện về đó không? Rồi yên tâm. Mình tín nguyện là mình, thí dụ bây giờ quý vị có tin có quyền quang không? Quý vị có nguyện đi tới tu không? Đó, có tin là có cái quyền quang, nguyện là đi tới là tới. Ngày hôm qua bà Long Đức bà nói sao? Muốn đi qua Tây Thiên mà rủ không ai chịu đi, cuối cùng ở lại. Tại vì biết tin có Tây Thiên mà không nguyện đi Tây Thiên, đợi rủ bạn già mà bạn nào cũng không chịu đi, cái cuối cùng mình sao? Ở lại. Rồi cuối cùng quyết định cũng phải đi một mình thôi. Nguyện mà, tính rằng có Tây Thiên, nguyện rằng có Tây Thiên, muốn đi là được đi. Cho Hòa Thượng khuyến khích quý vị đọc cái cuốn Tư Tưởng Tịnh Độ để tăng trưởng cái đức tin, cái niềm tin của mình ở pháp môn niệm Phật của mình. Chỉ cần tín nguyện là được vậy. Còn nhất tâm bất loạn đời này khó lắm. Nhất tâm bất loạn là gì? Nghĩa là tâm mình không bị loạn động, chỉ một lòng nhớ nghĩ đến Phật. Khó lắm à. Có môn nói là nhất tâm nhiều loạn thì dư sức. Nhất tâm tán loạn, nhất tâm vạn loạn thì ôi, cái đó con bảo đảm con đứng đầu sổ. Vậy thì nếu mình sống tốt, khi chết sẽ về đâu? Bây giờ cái cây nè, cái cây mà lúc mà nó thường ngày, lúc mà nó ngã về phía phải thì khi mình cưa cây nó ngã về đâu? Phía phải. Mình nếu mà nó nghiêng về phía trái thì mình cưa cây thì nó ngã về phía trái. Hằng ngày tâm mình hướng thượng thì đi về cõi thượng, hướng thiện về cõi thiện. Mình hướng cái tâm mình về đâu là mình phải đi về đó. Cách hôm bữa thứ sáu vừa rồi đó, thì có một Phật tử lên nói: thầy ơi, có một bà cụ á rất là muốn gặp thầy. Mà bà nói bây giờ bà chỉ cần được gặp thầy rồi bà chết bà cũng vui nữa. Không phải mình ham gặp bà cho bà chết. Nhưng mà tại mình nghe vậy mình chịu không nói. Cuối cùng phải đi. Hay chở thêm mà bà, cái cô đó cũng chở Pháp Hòa với cô Phật tử nữa đi thăm bà cụ cho bà vui, thiệt là vui. Bà nói là bữa nay là coi như là mãn nguyện rồi. Con cái ngày nào cũng phone, đi làm phone bà hoài để canh chừng cái bà làm gì. Má, má làm gì vậy? Thì tao ở với ông Pháp Hòa chứ ai. Ông mở băng mà nói vậy đó, nguy hiểm không? Cái tối tối chiều chiều hôm khác gọi lại cái má, má làm gì? Tao có ai ngoài ông Pháp Hòa. Phải ngoài đi thăm bà cụ. Rồi quý vị biết đó, là khi mà đi về đó là tối rồi, 10 giờ đêm rồi. Thì cổ không có đi cái con đường mà cổ thường đi.
Trời ơi lạc. Cái phone của cổ lúc đó nó không có sóng gì nữa hết trơn, nó loạn sóng rồi, không bắt được cái gì hết. Cứ cuối cùng cổ nhớ trong xe cổ còn cái GPS, cổ đưa ra cho Pháp Hòa bấm giùm. Trời ơi, gặp mình tiếng Anh một bụng. Bấm cuối cùng cũng bấm ra được cái địa chỉ đây, nhưng mà cứ chạy huốt hoài tại không thấy đường. Nó nói là chỉ còn 2 phút nữa tới thôi, mà hai người cứ đảo tới đảo lui trên xe. Nhưng mà cuối cùng cũng phải tới. Là tại sao? Vì mình tin rằng cái quyền quang nó nằm đây có 2 phút à. Mình nguyện nhất định phải đi về, chứ không thôi chết sao. Đấy. Rồi ráng nhất tâm bất loạn đi. Tôi loạn muốn chết đây nè. Tôi đang sợ tôi lạc đường, tôi có đường về đây. Nhưng mà tôi tính là tôi có tính là có địa chỉ này, tôi nguyện là tôi đi, là dù đêm tối cỡ nào cũng về tới. Pháp Hòa giải thích về đây chúng như, mình hướng về cái gì là mình sẽ về cái đó. Còn ba mẹ mình gặp mình có biết hay không, với điều kiện từ đây tới đó đừng có sửa. Trời đất. Em trả lời vậy được không? Để Pháp Hòa kể quý vị nghe chuyện vui sửa nè. Cái ông đó, cái bà, cái cô đó cũng ra, cũng ngồi cũng rầu. Trời ơi, tôi rầu muốn chết. Tôi cho con bạn nó mượn 100.000 nó sửa, mà giờ không biết nó ra sao để đòi. Tại vì nó sửa quá trời quá đất, nhìn không ra. Tôi cho nó mượn tiền sửa mặt sửa mũi gì, giờ nó nhìn sao tôi không biết, tôi nhìn không ra đâu. Để muốn ông bà nhìn ra mình, với điều kiện đừng có sửa. Trời ơi, em có đi theo dõi mấy cái vụ này đó mà hỏi là kẹt. Con biết có nhiều cặp vợ chồng sống mà gây đau khổ cho nhau, con nghĩ là nghiệp. Nhưng nếu họ không sửa đổi, không lẽ họ sẽ trả nghiệp hết đời này rồi sang đời khác sao? Xin Thầy cho lời khuyên để họ có thể giải thoát phiền não, chấm dứt nghiệp xấu. Cho lời khuyên là sao? Ký hợp đồng. Thật sự ra đó, thí dụ thôi, nếu mình nghĩ rằng vợ chồng đây là nghiệp, không mình trả hết, quý vị yên tâm, hết mới đi được. Cho nên không có lo là đời sau gặp nữa không. Trừ khi nào sau khi mình đi tìm trả thù, kẻ thù trả thù xong rồi yêu luôn kẻ thù. Cái chuyện đó nó có trong phim Tàu á. Nó nhận ba nó sắp chết, dặn nó con phải trả thù cho cha. Nó chết. Trời ơi, nó đi tìm kẻ thù, ai ngờ đâu nó gặp con gái của kẻ thù. Sau thời gian làm quen yêu rồi mới biết nó là con kẻ thù. Nhưng cuối cùng sao giờ? Ba nó hỏi, giữa ba với nhỏ đó con chọn đứa nào? Con suy nghĩ kỹ lắm rồi ba, nhưng mà con nghĩ chắc con chọn nó hơn. Giống như mấy chú tiểu đi tu vậy. Đi tu xong chập thời gian rồi, cái bắt đầu yêu thương cô đó rồi, cái về xin thầy cho con ra đời. Thầy khuyên đủ kiểu hết. Trời ơi con ơi, không lẽ tình cảm thầy nuôi con từ nhỏ tới lớn, con tắm thầy sức lotion, con ăn bỏ mứa thầy ăn cho con, có ai thương con bằng thầy đâu, con nghĩ đi. Nói đủ thứ hết. Dạ con xin phép thầy, con về con suy nghĩ, 3 ngày sau con lên. Cuối cùng nó lên nói con suy nghĩ kỹ lắm rồi thầy, con thương cô đó hơn thương thầy. Lúc đó thầy chỉ biết chấm cơm thôi. Cho nên á, mình mà có thí dụ bây giờ mình trả nghiệp cho nhau, biết đó là nghiệp đi, tư duy biết là nghiệp, thì hãy trả nghiệp trong thảnh thơi. Nhưng mà nếu mình nghĩ ôi trời ơi cái ngày là nghiệp của tôi là mình nặng lắm, nguyện chuyển cái nghiệp thành cái nguyện. Nếu tôi không chịu đựng á, may là tôi đó,
tôi chịu đựng được người này 20 năm, 30 năm rồi. Nếu người khác đó, họ chịu đựng nổi đâu. Hay là nói bây giờ thôi tôi nguyện, tôi chịu được 20 năm rồi tôi ráng. Thí dụ vậy. Thì mình thay thế người khác chịu khổ đau vô lượng. Đó là tinh thần của bác Đại Nhân Giác. Các bậc Bồ Tát thì khác thế. Coi kẻ ghét người thương như nhau và không đem lòng ghét bỏ những ai đã làm ác. Nguyện thay thế cho mọi người mà chịu khổ đau vô lượng. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Nhưng mà thường nếu như mà mình với người đó không còn nữa, thí dụ còn sống mà giờ tự nhiên chấp nhận ra đi, hay là người đó đi luôn vĩnh viễn vậy đó, hết nghiệp mới đi được. Cho nên mình không cần trù. Mình không cần trù cho người đó. Mà nếu mà trù mà mình linh á, trù linh á, mà mình nợ lại. Bạch thầy, con xin hỏi tại sao mình luôn làm việc tốt mà chịu khổ đau? Người ta có câu ở hiền gặp lành mà con thấy người tốt luôn chịu khổ. Đúng rồi. Người tốt thì phải chịu lỗ chứ. Nhân quả có ba thứ: hiện báo, hậu báo, sinh báo. Thí dụ cái gì mình mà trồng nó có quả bây giờ đó là hiện báo. Có những loại cây phải 5 năm sau, 10 năm sau mới có trái. Cái đó gọi là hậu báo. Cho nên á, có những cái việc mình ăn hiền ở lành là mới đời này thôi. Còn mình đang hưởng cái gì của đời này, đó là cái quả của cái quá khứ. Những người không biết chữ, nếu mỗi lần đọc kinh họ mở kinh nghe rồi đọc theo có sao không? Có sao không? Không sao. Mà nếu có sao thì rồi làm sao? Riêng những người không biết chữ rất tốt, dò theo kinh. Nhưng mà đừng la lớn. Tại vì mình không biết chữ, mình đọc cái chữ đó nó không đúng, nó làm phiền người kia. Hoặc là mình lãng tai, mình nghe nhịp không kịp, tụng nhỏ để theo nhịp thôi. Thì có đôi khi mình tụng lớn tiếng, mình làm động cái thời kinh, do cái tiếng của mình nó át cái tiếng của người khác. Người ta nói con cháu có cửu quyền phù hộ, nhưng theo Phật thì sau khi chết con người sẽ đi về đâu, đi đầu thai chuyển kiếp. Vậy cửu quyền làm sao thành lập? Trước hết đính chánh là cửu huyền chứ không phải là cửu quyền. Chữ huyền là chữ H chứ không phải là cửu. Thưa đại chúng, cái chữ cửu quyền, cửu huyền phù hộ đó, nếu mà chúng ta hiểu một cách đúng á, nghĩa là ông bà chở che cho mình, truyền lại cho mình những cái đạo đức mà ông bà lúc sống để lại, đó là phù hộ. Chứ không phải là ông bà chết rồi còn lẩn quẩn đâu đó, rồi chờ đứa nào sanh ra phù hộ đứa đó. Không phải vậy. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ các tổ của chúng ta, các ngài mất rồi, nhưng mà những bài pháp, những quyển kinh mà quý ngài giảng diễn đó còn để lại, rồi chúng ta đọc, chúng ta hiểu, chúng ta tu tập, có phải là quý ngài đã phù hộ mình không? Quý ngài đã để lại cho mình cái pháp bảo, cũng giống như Phật vậy đó. Cho nên cửu huyền phù hộ là ông bà mình sống có đức và để lại cái đạo đức, cái hạnh lành đó cho mình noi theo. Cho nên ông bà hay nhắc mình để cái đức lại cho con cháu, và đó là cái kế trường cửu lâu dài. Để tiền của cho con, cho cháu chưa chắc con cháu xài. Để sách vở lại cho con, chưa chắc con cháu đọc. Và cái kế lâu dài nhất là để đức hạnh cho con cháu, để cái đức. Cho nên đó là cái trường cửu chi kế, là cái kế lâu dài. Phù hộ là vậy. Ví dụ như các vị nói trời ơi Quan Âm phù hộ tôi. Có phù hộ nếu phước mình còn, tâm mình thành, cái đó nó tương ưng thì cái phù hộ, cái sự thành tựu nó không à. Nhưng mà quan trọng là cái phước của mình phải có. Ví dụ như người ta cho mình một chén đồ ăn rất bổ, rất ngon, nhưng mình không có sức khỏe thì chén bổ đó không tốt cho mình, và thậm chí ăn không được nữa. Cho nên có phước như người có sức khỏe, ăn gì cũng được.
Có phước, người có phước thì cái gì cũng có, còn không có phước thì không có cái gì. Cho nên đó, cái chữ cửu huyền mà ông bà mình nói, có một vị hòa thượng giải thích, thường thường mình hay gọi là cửu huyền thất tổ. Thất tổ là gì? Ông cố, ông nội, ba, mình, con, cháu, chắc. Bảy đời, trong đó có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Còn cửu huyền á, nghĩa là chín dòng tộc tổ tiên phía trước. Ông sơ, ông sợ, ông sẩm, mò, ông mẩm gì đó sẽ trơ trên. Và có một vị hòa thượng nói rằng cái chữ huyền đó còn có tượng trưng cho sự luân hồi nhiều đời kiếp, thâm đen như là màu huyền. Ý nó là cái sự luân hồi nhiều đời, tái sinh nhiều đời của cha mẹ ông bà. Nhưng mà đó là nói về quá khứ. Còn mình thờ thất tổ đó là dòng tộc gần gũi mình nhất, các vị gần mình nhất, kể từ ông cố, ông nội, rồi ba, rồi mình, rồi con, rồi cháu, rồi chắc.